Chẳng qua, hai mắt hắn thủy chung không rời khỏi người trung niên nữ tử một khắc nào, một mực ngắm nghía khuôn mặt vẫn còn phong nhã của đối phương cùng cái bụng rất bình thường kia, ánh mắt qua lại không ngừng, vẻ mặt hạnh phúc. Vị nữ tử đứng hàng thứ ba này, lại bị hắn nhìn cho tâm ý phiền loạn, không khỏi dùng sức véo hắn vài lần. Nhưng lại thấy hắn ngây ngô cười hắc, hắc, vẻ tinh minh, thâm trầm bình thường chẳng biết sớm đã vứt đi nơi nào rồi. Hừ, tùy các ngươi nói lung tung như thế nào đi nữa thì ta vẫn khẳng định đã từng gặp qua, nhưng không phải là sự tình gần đây mà khoảng vài năm rồi, nếu không ta sẽ không hoàn toàn quên như vậy. Thanh niên tức giận chừng mắt nước nhìn nữ tử trẻ tuổi và nam tử cao gầy, có chút không cam lòng nói. Vài năm rồi, tứ đệ, chúng ta vài năm trước chính là một mực ở mông sơn khổ tu, chưa bao giờ rời núi. Ngươi như thế nào nhìn thấy được hàn tiền bối, không phải từ khi ngươi còn quấn khố chứ? Trung niên nữ tử cũng cười hì hì trêu thanh niên. Tam tỷ, ngươi, thanh niên bị nàng ta nói cho đỏ mặt tía tai, vẻ mặt xấu hổ, Vài năm trước, tứ đệ cũng thực không phải một mực ở trong núi khổ tu. Ngũ muội thì không biết, còn các ngươi chẳng lẽ đã quên, chúng ta có tham gia qua Thăng Tiên Đại hội một lần. Lần đó rời khỏi nhà hai, ba tháng, nhưng đáng tiếc tất cả đều thất bại mà về. Rất may không ai thụ thương nghiêm trọng, lão giả mặt đen nhàn nhạt thêm vào vài câu, "Cái gì? Tất cả mọi người đều tham gia qua Thăng Tiên Đại hội?" Ngũ muội chừng mắt chừng mũi, lộ ra vẻ mặt tò mò. Ngược lại lão nhị cùng trung niên nữ tử lại lộ ra biểu tình cười khổ. Không có gì để nói, đó là lần đầu tiên chúng ta mấy người biết cái gì là ếch ngồi đáy giếng. Trung niên nữ tử thở dài một hơi nói, không việc gì, tứ ca, người nói cho ta nghe lúc ấy thế nào đi. Nữ tử trẻ tuổi lòng hiếu kỳ càng tăng lên, nàng ta quay đầu lại, muốn bắt nam thanh niên thuật lại sự tình ở thăng tiên đại hôi, nhưng lọt vào mắt là gương mặt với thần tình khiếp sợ của hắn. Tứ đệ, người làm sao vậy? Những người khác cũng phát hiện thần sắc không bình thường của thanh niên, kinh ngạc hỏi. Nhị ca, người còn nhớ rõ ngày đó đến tham gia thăng tiên đại hội, chúng ta cùng đại ca và tam tỷ tách ra mà đi, ta nhất thời tham ăn nên đã tự đến tử lầu ở Gia Nguyên Thành dùng rượu và thức ăn. Thanh niên không có trả lời nghi hoặc của đối phương, ngược lại bỗng nhiên nhắc đến chuyện ngày xưa, điều này làm cho nam tử cao gầy có chút không hiểu. Đương nhiên nhớ rõ, lúc ấy tuy người giấu giếm việc này, nhưng sau vẫn bị đại ca phát hiện, còn hung hăng giáo huấn ngươi một bữa. Lão nhị có chút khó hiểu đáp, việc này đúng rồi, ta lúc ấy trở về thì có phải là nói qua với người tại tử lầu gặp qua một vị tiểu tu sĩ có vẻ như cũng tham gia thăng tiên đại hội, công pháp chỉ ở luyện khí kỳ tầng 7, tầng 8. Chúng ta còn nghĩ hắn thực không biết tự lượng sức mình. Thời gian rất dài, ta không thể nhớ rõ ràng nhưng thực sự có việc này. Lão nhị trần chờ nói, hắn thực sự không biết, vị tứ đệ sao lại đột nhiên nhắc tới việc này làm gì. Mấy người khác đồng dạng rất kỳ quái khi nghe hai người hắn đối thoại nhưng vị tiểu tu sĩ năm đó chính là hàn tiền bối ngày hôm nay thanh niên chán nản nói ra một câu làm những người ở đây đều trở nên ngây ngốc như gà gỗ cái gì hàn tiền bối chính là vị tiểu tu sĩ tu vi thấp kém kia nam tử cao gầy giật nảy lên một cái từ ghế đứng lên trên mặt tràn ngập vẻ không thể tin được rút cuộc là sao nói rõ một chút đi sau khi sự khiếp sợ qua đi lão giả mặt đen nhíu nhíu mày mở miệng hỏi là như thế này đại ca Nam tử cao gầy vội vàng kể lại sơ lược sự tình năm đó, làm mấy người khác nghe xong đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Tứ ca nói, hàn tiền bối năm đó chỉ là một người tu tiên luyện khí kỳ tầng 7, tầng 8. Nữ tử trẻ tuổi nuốt nước miếng nói, lập tức liền ý thức được cử chỉ bất nhã, không khỏi đỏ mặt lên. Nhưng mấy người kia đều chìm vào trong sự kinh hãi, không ai lưu ý đến động tác nhỏ này của nàng. Tứ đệ sẽ không nhận lầm chứ, dù sao việc đó đã xảy ra 10 năm về trước, dung mạo cùng tuổi tác của hàn tiền bối cũng nên khác đi mới đúng. Lão giả mặt đen sờ sờ cầm, có chút đăm chiêu nói. Không, người nọ khẳng định là hàn tiền bối. Hắn cùng người năm đó dung mạo giống nhau như đúc, trừ tuổi tác lớn hơn một chút. Thanh niên trước tiên cả kinh, sau đó ngẫm lại khẳng định nói. Nghe thanh niên nói chém đinh chặt sắt như thế, làm mấy người khác ngẩn ra nhìn nhau. Ngắn ngủi 10 năm, một người tu tiên tu vi thấp như thế lại trở thành một gã tu sĩ trúc cơ kỳ, điều này làm cho trong lòng bọn họ không khỏi trở nên chua sót trong lúc nhất thời không ai có tâm tư để mở miệng nói chuyện tiếp tốt lắm mặc kệ hàn tiền bối có phải là người năm đó hay không nhưng hôm nay người ta thực sự là tu sĩ chúc cơ kỳ một chút lễ số cũng không thể thiếu những cái không cần hỏi thì đừng nên hỏi hiểu chưa lão giả sau khi trầm ngâm trong chốc lát vẫn là người mở miệng nói trước tiên ta biết thanh niên sau khi do dự một chút thành thật đáp sắc mặt rút cuộc đã khôi phục lại bình thường tốt lắm, mọi người trở về phòng dưỡng thần luyện khí đi. Chuẩn bị một chút, đêm nay không biết sẽ có dạng ác đấu gì đây. Lão giả nói với mọi người, nghe xong lời này, những người khác nhìn nhau vài lần, cũng đều trở về phòng. Nhất thời, thanh âm viện trở nên yên tĩnh không một tiếng động. Ước chừng nửa canh giờ sau, sắc trời trở nên toàn một màu đen. Trong một gian xương phòng của thanh âm viện, đột nhiên đi ra một người. Người này cẩn thận đứng trên đẩy cửa, nhìn xung quanh một chút rồi mới vô thanh vô tức đi ra tiểu viện hắn thừa dịp bóng đêm tối đen đi đến một góc tường phía xa xa ánh mắt lóe ra vài phần do dự nhưng lại lập tức trở nên kiên quyết hắn có chút khẩn trương lấy ra một cái hộp nhỏ từ trong áo vừa định đem nó mở ra đột nhiên phía sau truyền đến một tiếng thở dài điều này làm cho thân hình người này run run thiếu chút nữa cả kinh làm rớt cái hộp xuống đất bởi vì thanh âm vừa nghe này chính là của hàn lập vì cái gì phải làm như vậy mặt khác một tiếng nói vô cùng quen thuộc cơ hồ cũng đồng thời truyền đến tràn ngập ý bi thống tiếp theo trước mắt tràn đầy ánh sáng từ phụ cần đi ra mấy người trên tay cầm nguyệt quang thạch dưới bạch quang nhàn nhạt, nhạt bọn họ đều mang vẻ mặt không thể tin được ngươi là vì cái gì lão giả mặt đen đau đớn vạn phần nói cái gì là sao ta chỉ đi ra thử một chút pháp khí này mà thôi thân xác người này nguyên lai vô cùng tái nhợt nhưng dần dần lại khôi phục vẻ bình thường nói như không có việc gì lạ có thể đem thứ trong tay ngươi giao cho tại hạ đánh giá được không từ màn đêm tối đen hàn lập phiêu phiêu ở trên không trung hạ xuống thần sắc như thường nói kỳ quái pháp khí của ta như thế nào có thể để ngoại nhân xem được đương nhiên không thể có phải không tứ ca người lén lén lút lút này chính là nữ tử trẻ tuổi trong mông sơn ngũ hữu lúc này tuy nàng ta cố gắng giữ vẻ mặt bình thường nhưng đôi tay lại không ngừng gắt gao ôm lấy cái hộp nhỏ bộ dáng không chịu buông bỏ ra dù chỉ là nửa phần. ngũ nguội đem thứ trong tay ngươi giao cho hàn tiền bối. Lão giả mặt đen sắc mặt âm trầm nói, thanh âm tràn ngập hàn ý. chương 304, nội ứng. Đại ca, chẳng lẽ ngươi cũng không tin ta sao? Vị ngũ muội này cố gắng nở nụ cười. Chính vì mọi người tin tưởng ngũ muội mới cho ngươi một cơ hội giải thích. Chỉ cần trong hộp không phải là thứ có hại với mọi người, Người chủ động mở ra mới có thể giải trừ được nghi hoặc của mọi người. Lão giả lạnh như băng nói. Nghe xong lời này của lão giả, thần sắc nàng ta cực kỳ kích động trên mặt lúc trắng lúc hồng. Vị ngũ muội này lại nhìn những người khác, bọn nam tử cao gầy đều mang biểu tình đau xót, làm lòng nàng ta lạnh tanh, không biết nên nói cái gì cho phải. Vì thế sau khi suy tính một lát, nàng ta tâm động một cái, đột nhiên đem hộp nhỏ thu vào người, đồng thời rất nhanh lấy ra một viên châu màu lam, dơ cao lên đỉnh đầu lớn tiếng nói. Các ngươi không cần bước ta, viên thiên lôi tử các ngươi đều nhận thức được, ta chỉ cần rời khỏi nơi này hành động này của nữ tử làm cho mấy người khác trong mông sơn ngũ hữu sắc mặt đại biến đặc biệt là người thanh niên rất có hảo cảm với nàng khuôn mặt lại lộ vẻ cực kỳ sâu thảm xem ra không cần nhìn thứ trong hộp kia ngũ muội người đích thực hợp tác với lũ dơ bẩn kia lão giả lộ ra thần sắc giận dữ quát song quyền nắm chặt đột nhiên bước tới từng bước không được qua đây đại ca nếu không ta sẽ quăng ra đó ngũ muội lộ ra ánh mắt bối rối sơ viên châu màu lam kia ngang trước người làm ra tư thế sẵn sàng suốt nó. Thấy một màn này, mặc dù lão giả tức đến dâu tóc dựng đứng, nhưng thực sự không dám tiến lên. Dù sao uy lực của thiên lôi tử này hắn rất rõ ràng. Ngũ muội người thực sự định dùng thiên lôi tử này để đối phó chúng ta sao? Phải biết rằng, pháp khí này chính là chúng ta mấy người năm đó thấy ngươi tu vi rất thấp, đặc ý gom góp linh thạch cấp cho ngươi mua dùng để phòng thân. Đặc biệt là tứ đệ, cơ hồ lấy ra tất cả linh thạch mình tích góp được, thế nhưng hôm nay ngươi lại lấy nó ra để đối phó chúng ta có phải là có chút quá đáng không trung niên nữ tử cực kỳ thất vọng nói mà thanh niên đứng một bên nghe xong hàng trăm cảm xúc giao nhau môi mấp máy vài cái nhưng rút cuộc cũng không nói gì ngũ muội nghe xong lời trung niên nữ tử trên khuôn mặt lộ ra vài tia xấu hổ nhưng chỉ là chợt lóe lên rồi tan biến trong miệng vẫn cường ngạnh nói hiện tại nói mấy cái này còn có ích lợi gì ta cùng các ngươi bất đồng ta phải nhất định chúc cơ thành công Người của hắc sát giáo nói rằng chỉ cần lập được công lao lớn, thậm chí không cần trúc cơ đan, giáo chủ cũng có thể mạnh mẽ trợ giúp trúc cơ thành công mà không gặp nguy hiểm gì. Nam tử cao gầy nghe được, không ngừng nhíu mày, không nhịn được nên mở miệng. Ngũ muội, người bây giờ quay đầu lại còn kịp, việc không cần trúc cơ đan có thể chúc cơ mà người cũng có thể tin. Bọn họ khẳng định khinh thường ngươi tuổi còn trẻ nên mới cố ý gạt gẫm ngươi. Lão nhị trong mông sơn ngũ hữu rất chân thành, thiết tha nói. Hư! không cần nhị ca giáo huấn ra, trong lòng ta tự biết. Cho tới bây giờ, cũng không có điều gì cần che giấu nữa. Kỳ thật từ hai năm trước trong một lần xuất ngoại, ta đã gia nhập hắc sát giáo. Cho nên thần thông quảng đại của bổn giáo chủ, các ngươi là ngoại nhân căn bản là không tưởng tượng nổi. Nữ tử trẻ tuổi sau khi lạnh lùng hư một tiếng, nói ra một tin tức làm những người khác rất khiếp sợ. Hai năm trước ngươi đã gia nhập hắc sát giáo, vậy lần này chuyện mấy người bọn họ bị bắt cũng có tay chân ngươi dính vào sao? Hàn Lập Vốn đứng ở một bên không lên tiếng, đột nhiên ngắt lời nói một câu. Những lời này nhất thời làm bọn lão giả trong lòng dậy sóng, lập tức biến sắc, nhìn chằm chằm vào nữ tử trẻ tuổi. Bọn họ đều không dám tin tưởng rằng vị ngũ muội này thực sự làm như vậy. Nàng ta sắc mặt trở nên âm trầm bất định, sau khi do dự một chút liền chậm rãi nói: "Đúng vậy, là ta đem hành tung mọi người nói cho người của Hắc Sát giáo. Nhưng ban đầu là vì có ý tốt, muốn cho mọi người đồng loạt có cơ hội chúc cơ. Nếu không Dựa theo lệ thường của hắc sát giáo, những người bị sanh cầm 89 phần đều bị huyết tế, nào có dễ dàng lưu lại tính mạng như vậy. Nữ tử tuổi trẻ nhận thấy đến bước này nên cũng không giấu diêm ý tứ gì nữa, nói rõ ràng ra. "Hắc hắc, nói như vậy mấy vị huynh trưởng chúng ta cũng nên cảm tạ ngũ nguội nhiều." Lão giả mặt đen giận quá hóa cười, "Mặc kệ các người nghĩ thế nào, dù sao ta đối với mọi người thực sự không có ác ý. Các người đừng bức ép ta." Gương mặt xinh đẹp của nữ tử có chút méo mó nói tiếp theo lại giơ thiên lôi tử trong tay lên cùng lúc này hàn lập bỗng nhiên hướng về phía nữ tử nhàn nhạt cười nói thiên lôi tử đích thật là thứ tốt vừa dứt lời thân hình trở nên mơ hồ liền biến mất tại chỗ ngươi ngũ nguội cũng rất thông minh vừa thấy cảnh này trong đầu đã nghĩ ngay phải động thủ nhưng là một trận gió nhẹ thổi qua trước mặt cổ tay đang giơ thiên lôi tử đột nhiên bị trói chặt hàn lập giống như quỷ mị xuất hiện phía sau chế trụ tay của nàng thứ này rất nguy hiểm hãy để ta bảo quản là tốt nhất hàn lập không khách khí, mạnh mẽ đem thiên lôi tử từ, từ trên tay đối phương lấy đi, tùy ý vứt vào trong túi chữ vật. Ngũ muội thấy chỗ dựa lớn nhất của mình bị hàn lập hóa giải như đùa bỡn với trẻ con, sắc mặt trở nên trắng bệch, nhất thời quên cả dãy ruộng, trong mắt lần đầu tiên lộ ra vẻ sợ hãi. Nàng là nghĩa muội của các ngươi nên ta giao cho các ngươi, chỉ cần nàng ta nói ra sự tình của hắc sát giáo, còn xử lý như thế nào thì tùy. Nhưng ta nghĩ các người cũng sẽ không ngu ngốc đến mức phóng thích để nàng ta lại trở về báo tin cho bọn chúng. Hàn lập thâm ý sâu sắc hướng về mấy người còn lại trong mông sơn ngũ hữu thần sắc tự nhiên nói. Sau đó bạch quang trên tay chợt lóe nhanh như thiểm điện điểm vài cái trên thân thể mềm mại của nữ tử, giam cầm chân nguyên để nàng ta không thể tái vận dụng pháp lực. Tiếp theo, hắn không có một chút cố kỵ sờ lấy cái hộp từ trong áo của nữ tử trẻ tuổi, sau đó nhẹ nhàng đem nàng ta ném cho thanh niên còn có chút hoảng hốt kia. Đa tạ, Hàn tiền bối, lão giả mặt đen tự nhiên biết Hàn Lập làm như thế chính là cấp cho mấy người bọn họ một nhân tình lớn, cho nên cảm kích nói. Hàn Lập im lặng khoát tay áo, thả ra trên không vài đạo pháp quyết màu vàng, đem kết giới cách âm ở phụ cận tùy ý thu lại, sau đó chậm rãi biến mất vào trong bóng đêm. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Lão nhị vẻ mặt phức tạp nhìn theo thân ảnh Hàn Lập, lặng lẽ nhỏ giọng nói với lão giả mặt đen. Trước tiên đem ngũ muội mang về trong phòng khống chế, đợi hành động đêm này của chúng ta chấm dứt rồi mới tính đến việc xử lý lão giả trầm ngâm một chút nói như vậy cũng tốt tối thiểu cũng có thời gian để tất cả mọi người bình tĩnh lại lão nhị liên tục gật đầu tỏ vẻ đồng ý tiếp theo hắn liền quay đầu lại hướng về thanh niên đang ôm nữ tử trẻ tuổi nói tứ đệ trước tiên mang theo ngũ muội quay về phòng đã thanh niên ngây dại gật gật đầu ôm nữ tử như khúc gỗ xoay người hướng thanh âm viện đi đến thấy bóng dáng thê lương của hắn Lão nhị thở dài một tiếng, trên khuôn mặt lại hiện lên vẻ thương xót. Lúc này trung niên nữ tử cũng đi tới nói, tứ đệ không có việc gì đâu, hắn đến nay đối với ngũ nhà đầu đều một mảnh si tâm, nhưng mà bây giờ. Nàng ta liên tục lắc đầu, lộ ra vẻ không đành lòng. Khổ, ta nguyên trước kia cũng đồng ý đối với hai người bọn họ, nhưng hiện tại là không thể. Lão giả đột nhiên lộ ra biểu tình mệt mỏi không chịu nổi. Gần đây liên tiếp phát sinh ra kinh biến, làm vị lão nhân luôn luôn quyết đoán này cũng cảm thấy tâm thần cực kỳ tiêu tụy. Nhưng mấy người trong mông sơn ngũ hữu đều đã lớn tuổi nên chỉ cảm khái được trong chốc lát. Úi cha, chỉ mình tứ đệ mang ngũ muội trở về sao? Lão giả bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, sắc mặt biến đổi nói. Đúng vậy, đại ca, có cái gì không đúng sao chứ? Không lẽ người nghĩ tứ đệ hắn? Lão nhị trước tiên dùng mình khi bị hỏi đến, nhưng lúc sau sắc mặt đồng dạng cũng biến đổi, lộ vẻ lo lắng khi hắn giật mình hiểu ra, sau đó hai người liền một câu vô nghĩa cũng không nói, vội vội vàng vàng hướng thanh âm viện tiến đến. Chỉ để lại trung niên nữ tử vẫn còn có chút khó hiểu, lộ ra thần sắc nghi hoặc. Trong thanh âm viện, thanh niên đơn thân cô độc ngồi trên ghế ở phòng khách, ngây ngốc như khúc gỗ. Trước ngồi hắn là lão giả mặt đen và nam tử cao gầy đang nhìn nhau. Nữ tử trẻ tuổi sớm đã không thấy bóng dáng. Lão nhị, ngũ ngụy trên người còn có cấm chế do tiền bối hạ, đi không được xa, người lập tức mau đuổi theo ta đi thỉnh tội với Hàn Tiền Bối, thuận tiện mời lão nhân ra ra tay, nhất định không thể để ngũ nguội chạy trở về thông báo cho người của hắc sát giáo. Nếu nàng ta thực sự không theo hoặc có người khác tiếp ứng thì hãy hạ sát thủ đi. Lão giả thần sắc lạnh lùng nói: Dạ rõ, đại ca. Lão nhị đầu tiên là dùng mình, nhưng lập tức biết hiện nay không phải là lúc có thể mềm lòng nương tay, liền trịnh trọng gật đầu đáp, rồi vội vàng đi ra ngoài. tứ đệ, ngươi khổ lão giả thấy nam tử cao gầy đi ra ngoài mới quay đầu lại liếc mắt nhìn thanh niên. Nhưng thấy hình dáng như mất hồn của hắn, lại thật sự không đành lòng nói nữa, đành phải thở dài một tiếng rồi đi tìm hàn lập. Bỏ chạy sao, không có việc gì, nếu quý nhị đệ không truy bắt được thì cũng không cần đuổi theo nữa đâu. Sự tình ngoài ý muốn của lão giả, hàn lập nghe nói nữ tử trẻ tuổi trốn ra khỏi tần trạch lại không có lộ vẻ kinh hoàng, mà chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ nói. Trường 305, Hậu Thủ một khi Hàn Lập đã nói như vậy thì lão giả tuy nghi hoặc đầy bụng nhưng cũng đành phải cho qua. Không lâu sau, lão nhị sắc mặt khó coi quay, quay trở lại, quả nhiên không truy đuổi được vị ngũ muội kia. Nhưng cũng may Hàn Lập đã nói trước chuyện đó nên mấy người này cũng không lo lắng về việc hắn sẽ tức giận. Cùng lúc đó, trong một con ngõ tắt nhỏ cực kỳ chật hẹp, hẻo lánh của Việt Kinh có một bóng người nhỏ nhắn đang siêu siêu vẹo vẹo chạy về Nam Khu, dưới ánh trăng nhàn nhạt nhìn ra đúng là nữ tử trẻ tuổi ngũ muội với vẻ mặt bối rối kia. Nàng ta vừa chạy, vừa không ngừng quay đầu lại nhìn về phía sau biểu tình như sợ có người nào đó đột nhiên xuất hiện tuy đại bộ phận pháp lực của nữ tử đều bị hàn lập chế trụ nhưng cũng may người tu tiên thần thức vẫn còn tồn tại nên phát hiện phía sau không có người khác xuất hiện trong lòng cuối cùng cũng yên tâm một ít may mắn là lúc thanh niên kia thả nàng đi thì có đưa cho nàng một cái ẩn nặc phù nhờ đó mới có thể trốn đến đây vừa trốn đi không lâu nữ tử phát hiện trên bầu trời xẹt qua thân ảnh nam tử cao gầy nàng nhanh tay lẹ mắt sử dụng tấm phù này Cuối cùng may mắn ứng phó được. Lúc đó vị nhị ca này của nàng không phải hướng về phía nàng đuổi theo mà chính là quay trở về tần trạch. Như vậy nữ tử trẻ tuổi mới dám lớn mật chạy như điên trong ngõ nhỏ như thế. Nơi nàng ta hiện tại muốn đi đến chính là một cái cứ điểm bí mật của hắc sát giáo tại Nam khu. Nếu đem tin tức tình báo nơi ở của Hàn Lập kể lại rõ ràng cho cấp trên thì có thể lập được công lao không nhỏ. Từ đó nàng ta liền có thể từng bước tiếp cận gần thêm mộng đẹp trúc cơ. Nhớ năm đó, nàng cùng vài tên khác cũng là ngoại vi đệ tử hắc sát giáo biểu hiện không tệ sau khi kiến thức vị giáo chủ thần bí kia có thủ đoạn thần kỳ làm cho tu tiên giả luyện khí kỳ có thể trúc cơ lập tức hoàn toàn quy phục hắc sát giáo vì chính là hy vọng có một ngày lập được đại công thì có thể nhận được ân tứ của giáo chủ giúp tiến vào trúc cơ kỳ theo như nàng ta biết thì đại bộ phận ngoại vi đệ tử cam tâm chịu cho hắc sát giáo sai khiến đều là ôm mục đích này bởi vậy nàng thủy trung không cho rằng lựa chọn của mình có cái gì sai lầm dù sao bằng vào tư chất của nàng Tu Vi đạt đến mức này cơ bản đã là cực hạn. Nếu muốn tiến thêm một tầng, thậm chí chút cơ thì nàng không có lựa chọn nào khác. Cho nên tuy nghĩ thấy có chút tiếc nuối vài vị huynh tỷ kết bái kia của nàng nhưng một khi đã đi lên con đường này thì cũng chỉ có thể chặt đứt hết tình nghĩa. Bọn họ nếu bị bắt lại, bị huyết tế hay là lại tiếp tục bị khống chế thì chỉ có thể nhìn ý tứ của cấp trên. Nàng không định lại đi cầu tình, về sau liền một lòng vì con đường của chính mình mà sống. Nữ tử một mặt trong lòng độc ác suy nghĩ một mặt mơ mộng đẹp có thể trúc cơ. Dưới chân tựa hồ cũng chạy nhanh hơn rất nhiều. Khi nàng ta trông thấy xa xa là đầu phố Nam Khu thì trong lòng vui vẻ, vừa định bước nhanh hơn nhưng bỗng nhiên thấy dưới mũi tựa hồ có cảm giác ướt sũng. Nữ tử kỳ quái dùng tay lau một cái rồi nhìn thoáng qua, kết quả thân hình chấn động, thần tình đều là kinh ngạc và sợ hãi. Chỉ thấy trên năm ngón tay trắng nõn dính đầy thứ chất lỏng màu hồng đen. Đây là, ngũ muội kinh hoàng thất thố vội vàng dùng ống tay áo lau đi máu đen ở phía dưới nhưng lúc này máu mũi tuôn ra xối xả hơn nữa tai mắt cũng bắt đầu chảy ra máu tươi màu đen nữ tử trẻ tuổi chỉ cảm thấy toàn thân vô lực hai chân mềm nhún người liền trực tiếp ngã xuống mặt đất lúc này toàn thân nàng ta rét lạnh vô cùng một chút ấm áp trong lòng ngực đều không có muốn lớn tiếng kêu cứu nhưng cổ họng bị chặn cứng căn bản không phát ra nổi một chút âm thanh nào sau đó thần thức của nàng dần dần trở nên mơ hồ không lâu sau liền vĩnh viễn chìm vào bên trong hắc ám vào sáng sớm ngày thứ hai những người đi qua con đường này đều kỳ quái phát hiện ra trên mặt đất nơi này vô duyên vô cớ xuất hiện vũng máu đen làm cho người ta không thể không đi đường vòng mà qua đưa tới không ít lời bàn luận vào thời khắc nữ tử trẻ tuổi bị mất mạng hàn lập đang ở trong phòng của mình kiểm tra hết thảy pháp khí và phù lục ở trên người chuẩn bị xuất phát sau khi thu thập xong các thứ hàn lập nhìn ánh trăng chênh trách bên ngoài cửa sổ trên mặt lộ ra vẻ tịch liêu trong miệng bỗng nhiên thấp giọng lẩm bẩm không sai biệt lắm Độc tính cũng nên phát tác rồi." Nói xong hắn khẽ thở dài một tiếng, liền rời khỏi phòng, hướng thanh âm viện mà đi. Hàn Lập Hoài nghi ngũ muội kia kỳ thật là vào lúc giải độc cho Mông Sơn Ngũ Hữu thì liền phát hiện chỗ không ổn. Tuy trên người cùng một loại độc nhưng độc tính ít hơn so với ba người kia nhiều, nếu phát tác hơn phân nửa cũng sẽ không chí mạng. Ngược lại với điều này, thật ra huyết chú trên người nàng ta Hàn Lập thực tế đã phải tốn rất nhiều công sức mới có thể loại bỏ. Cái này chứng tỏ thời gian nữ tử trẻ tuổi chúng huyết chú không ngắn mới đúng, nếu không sẽ không lưu lại dấu vết sâu như thế tại thần thức. Ôm tâm lý kinh hãi, Hàn Lập khi giải trừ huyết chú cho nữ tử thì cố ý hạ một cái cấm chế nho nhỏ làm hậu thủ. Cái cấm chế này có tác dụng chính là đem dược lực còn sót lại của hai bình giải dược kia tạm thời tụ tập lại một chỗ, đợi đến một thời điểm thì đột phát dị biến thành độc dược vô cùng kịch độc. Bởi vậy hai bình đan dược này được gọi bằng vô thường đan, có thể dùng làm thánh dược để giải độc cũng có thể thông qua thủ pháp đặc thù chuyển hóa thành độc dược là một trong những chiến lợi phẩm được Hàn lập giữ lại. mà tối nay khi Hàn lập âm thầm gọi mấy người Mông Sơn ngũ hữu đến, sau khi cho bọn họ chính mắt thấy sự thật nữ nhân này làm nội ứng, mới ra tay bắt giữ nàng ta, rồi thuận tay dùng linh lực điểm vài chỉ trên người. vài chỉ này ngoại trừ việc có thể chế trụ đại bộ phân pháp lực trong cơ thể vị ngũ nguội này ra, còn thuận tay kích pháp cấm chế tiềm phục. chỉ cần không lâu sau đó mà Hàn lập không có giải trừ thì nữ tử sẽ giống như trên vô thành vô tức mất mạng không lưu lại dấu vết gì hàn lập sở dĩ đối với nữ tử này không hạ sát thủ ngay trước mặt vì ngại tình cảm của mông sơn ngũ hữu đối với nàng lúc đó hắn nhập nhằng nước đôi nhưng tuyệt đối không thể để cho nữ tử này tiết lộ quan hệ của bọn họ với tần trạch đây là điểm mấu chốt của hàn lập lúc ấy liền kích phát cấm chế chính là hàn lập cẩn thận xuất ra thủ đoạn phòng bị không nghĩ tới thật sự phát huy tác dụng cho nên khi hàn lập đối với bẩm báo của lão giả mặt đen thì chấn định như thế không chút hoảng hốt nào thật ra nếu nữ tử này ngoan ngoãn lưu lại tần trạch làm tù binh thì hắn còn có thể ngăn chặn cấm chế phát tác. Nhưng là hiện tại nàng ta đã trốn đi rồi, mà kệ có phải là mông sơn ngũ hữu chủ động phóng thích hay không. Nàng ta cũng đã biến mất trên thế gian này nên sẽ không thể tiết lộ chút tình báo nào cho hắc sát giáo. Hơn nữa hắn còn có thể cấp cho mông sơn ngũ hữu một nhân tình, đối với việc thu phục mấy người này vô cùng hữu ích. Khi đến thanh âm viện thì thấy mấy người mặt đen lão giả tuy tinh thần không quá tốt nhưng đã chuẩn bị tốt hết thảy, đang yên lặng đợi hắn tới. Xuất phát, sau khi tiến vào phòng, Hàn Lập nhanh nhẹn, rõ ràng nói: "Hình vương phủ dưới màn đêm giống như một con quái thú vô cùng to lớn, uy hiếp hết thảy những kẻ trộm non nớt có chú ý với nơi này." Nhưng tối nay, mấy người Hàn Lập thi triển pháp thuật ẩn thân, lặng lẽ tiềm tàng tiến đến đây. Lúc này hình vương phủ tuy vì Ngô lão thần tiên tự nhiên biến mất mà nhốn nháo cả ngày nhưng đêm khuya như thế, trừ một ít thủ vệ cùng những người đi tuần thì những người khác đều đã sớm chìm vào trong giấc mộng, thời điểm này đúng là lúc say xưa rất nồng. Vào trong phủ, Hàn Lập lập tức tìm một gã thủ vệ canh đêm thi triển khống thần thuật làm hắn thổ lộ chỗ ở vương tổng quản cùng tiểu vương ra, rồi một trường đánh bất tỉnh gã. Sau đó, mới hướng về phía bốn người khác nói, trong hai người kia tiểu vương ra tu vi thấp nhất, chúng ta trước hết ra tay với hắn, cuối cùng mới thu thập tiếp tên vương tổng quản kia. Mông Sơn Tứ Hữu sớm vì chuyện hình vương phủ là người của hắc sát giáo mà cảm thấy kinh ngạc, nghe xong lời Hàn Lập tự nhiên không có điều gì dị nhị, đều gật đầu đồng ý. Đối với bọn họ mấy tu tiên giả này mà nói vị tiểu vương gia tuy là hoàng thân quốc thích, nhưng thân phận hạch tâm đệ tử của hắc sát giáo mới càng làm cho bọn họ kiêng kỵ hơn. Tiếp theo, mấy người liền vô thanh vô tức tiếp cận chỗ ở của tiểu vương gia, đó là một cái lầu nhỏ có ba tầng. Phụ cận còn có mấy tên thủ vệ của vương phủ, vì sợ trong lúc chạm trán mấy người này lại xảy ra trở ngại nên mông sơn tứ hữu không đợi hàn lập ra tay đều tiến lên đem mấy người này chế trụ hàn lập nhìn thấy thân thủ thuần thục của bọn họ gật gật đầu thầm nhủ có một ít thủ hạ tựa hồ cũng rất tốt bởi vì từ miệng thị vệ biết được tiểu vương ra ở tại tầng cao nhất là tầng thứ ba nên hàn lập không cho mấy người bọn họ lên lầu mà là phân phó bọn họ phân biệt mai phục chung quanh vạn nhất tiểu vương gia này rất giảo hoạt nếu có thể từ trong tay Hàn Lập mà thoát ra được thì bọn họ vừa lúc có thể ngăn người này lại, giúp cho Hàn Lập tranh thủ thời gian. Đương nhiên, vì sợ kinh động đến vương tổng quản đang ở trong phủ nội, Hàn Lập không tiếc pháp lực thi triển một cái cách âm kết giới siêu lớn, lấy tiểu lâu làm trung tâm đem phạm vi diện tích hơn 10 trượng đều bao phủ bên trong. Sau đó, Hàn Lập mới phiêu phiêu bay lên lầu 3, nhanh chóng tiến vào lầu các. Khi mông sơn tứ hữu đang chuẩn bị chú ý quan sát tầng thứ ba tiểu lâu, chưa kịp nháy mắt thì có một bóng người rất nhanh từ bên trong bay ra. Mấy người này cả kinh nhưng ngay lập tức phát hiện ra là Hàn Lập, nhất thời trong lòng nhẹ nhõm, đồng thời cũng cảm thấy kỳ quái. Vị Hàn tiền bối nhanh như vậy đã đắc thủ sao? Sao không thấy vị tiểu vương ra kia? Hàn Lập vẻ mặt âm trầm phi từ trên lầu xuống, vừa thấy bốn người này đi tới tụ tập, liền nhăn mày một chút nói. Trên lầu không có ai, chỉ có một con rối do huyễn thuật biến hóa mà thôi. Xem ra, hắn khẳng định có việc đi ra ngoài, Lời này của Hàn Lập làm mấy người khác mắt to mắt nhỏ trừng lên, nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. chương 306, Nguy cơ, hay là ngũ muội đã báo tin cho đối phương nên người trước đó đã chạy mất, hoặc giả có mưu đồ gì. Trung niên nữ tử lộ ra vẻ lo lắng. Không, nếu đối phương thực đã đặt bẫy từ trước thì khi chúng vừa mới đến, chúng đã phát động rồi. Lúc đó chúng ta vẫn chưa hề có phòng bị gì. Hàn Lập lắc đầu phủ định, những người khác nghe Hàn Lập nói vậy, không khỏi thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn không khỏi quay ra nhìn bốn phía quả nhiên không hề có gì khác thường phát sinh tiền bối vậy phải làm sao bây giờ nên rút lui hay đợi ngày khác rồi hành động lão nhị do dự hỏi trước tiên phải tìm vương tổng quản để hạ thủ nếu hắn không có đó vậy hủy hết mọi hành động lập tức rút lui hàn lập lạnh lùng nói nghe hàn lập nói vậy mông sơn tứ hữu nhìn nhau cùng yên lặng gật đầu hàn lập phóng pháp quyết thu lại kết giới dẫn đầu đột nhập về phía khác của vương phủ những người khác theo sát sau đó. Chỗ ở của Vương Tổng Quản mặc dù không phải là lầu các như của Tiểu Vương gia, nhưng cũng độc chiếm một tiểu viện. Khi đám người Hàn Lập tới gần, không ngờ thấy trong phòng có chút le lói ánh đèn, dường như người trong đó vẫn chưa đi ngủ. Hàn Lập tính toán một chút, xem ra lần này sẽ không thất bại. Nghĩ tới đây, Hàn Lập ra hiệu mọi người cẩn thận, lập tức vận dụng pháp quyết che giấu khí thức vô danh mới học được, linh khí trên người lập tức tiêu tan, liền trở nên giống như một phàm nhân bình thường. Tiếp đó Hàn Lập lắc mình vài cái, đột nhiên xuất hiện bên tường căn phòng vẫn sáng đèn kia, dán lỗ tai vào nghe. Bởi vì lần đó Vương Tổng Quản đã khiến Hàn Lập có cảm giác cực kỳ quỷ dị nên hắn không dám liều lĩnh phóng thần thức thám thính tình hình trong phòng, sợ bị đối phương phát hiện. Hàn Lập nghe ngóng một hồi, sắc mặt biến đổi, lập tức nấp sau một cái cây rất lớn. Việc này khiến Mông Sơn Tứ Hữu đang chăm chú nhìn cảm thấy ngạc nhiên, nhưng lập tức bên tai vang lên thanh âm của Hàn Lập. Cẩn thận một chút, tiểu vương gia cũng ở trong phòng mọi người cứ thế phối hợp hành sự lời này lập tức làm mấy người dùng mình không hẹn mà cùng nín thở cẩn thận nhìn về cửa phòng không dám phát ra chút tiếng động nào kẹt một tiếng cánh cửa mở một thanh niên mặc chiếc áo màu xanh nhạt đi ra đúng là tiểu vương gia của hinh vương phủ chỉ thấy hắn sau khi quay đầu nói nhỏ với người trong phòng vài câu liền đi vào trong viện cửa phòng liền đóng lại sau đó ánh sáng trong phòng nháy lên vài cái rồi tắt hết có vẻ như người trong phòng đang định đi ngủ mặt Hàn Lập vẫn không đổi, chăm chú nhìn từng cử động của đối phương. Điều khiến hắn buồn bực chính là không nhìn ra được chút pháp lực nào tồn tại trên người đối phương. Nhưng sau khi xuất hiện liền gây cho mình cảm giác nguy hiểm rất rõ ràng, vậy hẳn phải là đệ tử của Hắc Sát Giáo. Có lẽ bởi vì vẫn còn trong phủ của mình nên vị Tiểu Vương gia thực không vội vã trở về mà lững thững đi như người thường. Ngẩng nhìn trăng sáng trên trời, đột nhiên hít một hơi. Sau đó, hắn chậm chậm quay lại, vẻ mặt lo âu dáng vẻ dường như đang gặp vấn đề gì rất khó khăn xem ra trong chốc lát chưa thể rời đi điều này khiến cho mông sơn tứ hữu chẳng biết làm thế nào hiện giờ mà ra tay thì hiển nhiên là không được bởi vì vị vương tổng quản ở trong phòng bên cạnh một khi đánh nhau sẽ làm hắn thức tỉnh đến lúc đó sẽ là phiền toái lớn phương pháp tốt nhất đương nhiên là chờ tiểu vương ra trở về chỗ ở rồi mới tấn công cũng may mấy người tu tiên này đều có tính kiên nhẫn vẫn ẩn thân cực kỳ cẩn thận thủy trung không hề lộ ra sơ hở nào Khoảng một một lúc sau, vị tiểu vương gia này rốt cuộc cũng dừng bước, đi ra khỏi sân. Điều này khiến những người đang mai phục trở nên vui mừng. Nhưng mà cảnh tiếp theo lại khiến họ cảm thấy ngạc nhiên, đồng thời cũng lập tức lửa giận mút trời. Chỉ thấy tiểu vương gia khi vừa mới ra khỏi cửa viện thì đột nhiên như làm ảo thuật, chẳng biết từ đâu lấy ra một bộ quần áo, thay đổi rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã biến thành một người bịt mặt toàn thân đỏ như máu. Đúng là bộ dáng của kẻ đã điều động bọn họ truy giết hàn lập. Mấy lão giả lửa giận bừng bừng, nhưng cũng biết tình thế quan trọng, cố nén không để rối loạn. Đến giờ, mấy người bọn họ mới thực sự tin lời hàn lập, biết mình không tìm nhầm mục tiêu. Tiểu vương gia vừa đổi trang phục, toàn thân đều phát ra sát khí nhàn nhạt và pháp lực dao động không hề kém, có vẻ đã tới luyện khí kỳ tầng 11. Hắn không trở về chỗ ở của mình mà tung lên không chung một pháp khí màu đỏ hình dáng thon dài, tiếp đó ngự pháp khí bay đi. Thấy vậy, hàn lập mắt lóe hàn quang, lập tức truyền âm cho bốn người đuổi theo hắn, bất kể hắn đi tới đâu, cứ đi được nửa đường là tóm. Nghe Hàn Lập phân phó, Mông Sơn Tứ Hữu không trần chờ, vội vàng ngự khí đuổi theo. Còn một mình Hàn Lập cố tình ở lại chờ một chút để giám thị vương tổng quản. Thấy trong phòng không có gì khác lạ, do so dự một chút, hắn cẩn thận phóng thần phong chu bay đuổi theo. Tốc độ thần phong chu của Hàn Lập thì mấy pháp khí của Mông Sơn Tứ Hữu sao có thể so sánh được. Một lát sau, Hàn Lập theo dấu hiệu linh khí bọn họ lưu lại, đuổi tới một tòa miếu hoang ở phía ngoài kinh thành. Mông Sơn Tứ Hữu đang ở giữa không trung, mặt mày bụi bặm, có chút sốt ruột bay vòng quanh, bộ dáng do dự không quyết, thấy Hàn Lập lập tức kinh hỉ tới đón. Tình hình sao rồi? Hàn Lập nhíu mày, chậm rãi hỏi, chúng ta đuổi tới đây, vừa định động thủ thì tiểu tử tinh quái này chẳng hiểu có phải là phát hiện được chúng ta hay không, đột nhiên tiến vào tòa miếu đổ nát này nhưng tòa miếu này có vẻ lại bị người ta thiết lập cấm chế có trận pháp bảo vệ chúng ta cường hành xông vào kết quả là không được lập tức trở ra không dám tiếp tục nữa sợ bên trong có mai phục lão giả mặt đen thấy hàn lập không hài lòng vội bước lên giải thích trận pháp hàn lập nghe thấy vậy liền cảm thấy đau đầu đối với trận pháp hàn lập chẳng hề tinh thông nhưng trước mặt những người này hắn vẫn điềm đạm nói trước tiên để ta xem thử một chút đã nói xong hắn liền mở thiên nhãn thuật cẩn thận nhìn xuống quả nhiên bốn phía quanh miếu tràn ngập linh khí dao động một cách dị thường nhưng khi hàn lập nhìn rõ ràng liền thở phào nhẹ nhõm đây chính là một cái lạc thạch trận cực kỳ đơn giản mà thôi là một trong những trận pháp thổ thuộc tính đơn giản nhất mặc dù khó khăn đối với các tu sĩ hoặc tán tu luyện khí kỳ nhưng đối với hàn lập dù không biết cụ thể phương pháp giải trận nhưng trận pháp cấp bậc quá thấp chỉ cần dùng sức mạnh là có thể dễ dàng phá giải nghĩ tới đây hàn lập không nói lời nào cho tay vào túi chữ vật sau đó hai tay cùng vung ra nhất thời bốn khôi lỗi to lớn xuất hiện trước mắt mọi người điều này khiến mấy người kia đã nếm mùi đau khổ do khôi lỗi của hàn lập gây ra lập tức lùi lại mấy bước theo bản năng hàn lập cũng không để ý đến dáng vẻ kinh sợ của mấy người bọn họ điều khiến mấy khôi lỗi này đồng thời há miệng bắn ra mấy cột sáng rất lớn to như miệng bát phóng thẳng về phía miếu hoang vừa thấy cột sáng sắp sửa đâm vào miếu trên bầu trời đột nhiên hiện ra một tầng hào quang hình nửa vòng tròn rất lớn, tản ra ánh sáng màu vàng nhạt, bao phủ hoàn toàn miếu nhỏ. Cột sáng vừa lúc kích chúng lên màn hào quang, nhất thời màn hào quang màu vàng rung lên như sóng cuộn, bắt đầu trở nên run rẩy, kiên cường chống lại công kích của cột sáng. Đúng lúc này, Hàn Lập không hề do dự dương tay lên, một đôi ô long đoạt bay ra, lập tức phóng to tới cả trường, hung hăng bay xuống phía dưới, cùng kích phá vào màn hào quang. Một tràng âm thanh vỡ tan thanh thúy chuyển tới, màn hào quang rút cuộc không chịu nổi công kích cường đại liên tục như vậy, hoàn toàn bị phá hủy. Lạc thạch trận liền tan thành mây khói, mông sơn tứ hữu thấy vậy liền hít một hơi lạnh, có thể cậy mạnh phá vỡ trận pháp này biểu hiện cho điều gì, bọn họ không thể không biết. Điều này chứng tỏ thực lực của hàn lập tối thiểu cũng phải mạnh hơn cấp bậc của trận pháp bảo hộ này vài lần. Nếu không, chỉ là công kích bình thường sẽ bị nguyên lý cấm chế xảo diệu của trận pháp dễ dàng phá giải. Mà mấy người bọn họ mới rồi đã nếm chút đau khổ của trận pháp này, đều không khỏi đánh giá lạc thạch trận này khá cao đi xuống tuyệt không thể để hắn chạy trốn hàn lập mặt lạnh như băng nói lúc này mông sơn tứ hữu đều đã tâm phục khẩu phục bật người vọt xuống đúng lúc đó sau lưng mấy người hàn lập truyền đến tiếng cười mỉa có phải tìm ta không miếu này là nơi bổn giáo ở tạm hiện giờ không có ai ở trong đó cả thanh âm này vừa tới mông sơn tứ hữu cả kinh thiếu chút nữa rơi từ trên pháp khí xuống vội vàng quay đầu lại nhìn trong nháy mắt mặt trở nên không còn chút máu. Chỉ thấy cách khoảng 10 trượng trên bầu trời phía sau mấy người hàn lập, vị tiểu vương tử mà bọn họ đang truy đuổi đang đứng cùng một người gầy gò, ăn mặc giống với hắn. Bên cạnh họ còn có hơn chục tên hắc y che mặt, thoạt nhìn rất giống với mông sơn tứ hữu trước kia, là ngoại vi đệ tử chịu sự khống chế của hắc sát giáo. Nhưng làm mọi người chú ý nhất chính là một gã đại hán to lớn cường tráng, đầu bóng lưỡng, không có lông mày phía sau tiểu vương tử. Hắn cũng mặc trang phục màu đỏ máu, nhưng không hề che mặt mà dương mắt nhìn họ tràn ngập sát khí, lộ vẻ hung sát khát máu. Kẻ này không ngờ cũng là tu sĩ trúc cơ kỳ như Hàn Lập. Thấy tình cảnh này, mông sơn tứ hữu đồng thời có cảm giác cửu tử nhất sinh. chương 307, Huyết Thị, Hàn Lập nghe thấy thanh âm của tiểu vương ra, sắc mặt hơi đổi, có chút trắng bệch. Nhưng khi hắn chậm rãi quay người lại, vẻ mặt đã khôi phục lại bình thường, không hề lộ vẻ gì kinh hoàng, ngược lại trên khóe miệng còn nhếch lên cười lạnh, mang theo ý lạnh lùng, nhìn những người của hắc sát giáo và tu sĩ trúc cơ kỳ đầu sáng bóng kia. Vẻ trấn tĩnh của Hàn Lập cũng ảnh hưởng tới mấy người mông sơn tứ hữu. Trong lòng bọn họ thoáng yên ổn lại một chút, liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng bay về phía sau Hàn Lập, tạo thành thế rằng co với đám người hắc sát giáo. Là ngươi, chẳng phải ngươi là người của tần gia sao, ngươi là trúc cơ kỳ, tiểu vương gia vừa nhìn rõ mặt Hàn Lập, trong mắt tràn ngập thần sắc kinh ngạc. Mà người gầy gò đứng bên cạnh hắn tuy không nói gì, nhưng đồng dạng cũng lộ ra ánh mắt cũng ngạc nhiên. Chỉ có đại hán đầu bóng lưỡng kia trừng mắt, nhìn chăm chăm vào Hàn Lập, mặt lộ vẻ trịnh trọng, đột nhiên mở miệng nói. Cẩn thận một chút, người này là tu sĩ trúc cơ trung kỳ, cảnh giới còn cao hơn ta một tầng. Chỉ sợ phải bố trí hắc phong trận trợ giúp mới có thể bắt được hắn. Nghe đại hán đầu bóng lưỡng nói vậy, tiểu vương ra không hề lộ vẻ lo lắng mà ngược lại còn có chút kinh hỉ hỏi. Huyết thị đại nhân, theo lời ngài nói thì hiến kẻ này cho giáo chủ huyết tế luyên công hẳn sẽ có hiệu quả sẽ tốt hơn đại hán nghe thấy vậy cười hắc hắc đáp đó là đương nhiên trước kia bắt được mấy tên tu sĩ đều chỉ là chúc cơ sơ kỳ mà thôi tinh huyết của kẻ này khẳng định là tốt hơn hẳn so với mấy kẻ trước được đại hán đầu bóng lưỡng xác nhận tiểu vương ra quay đầu lại nhìn hàn lập với vẻ tham lam đột nhiên cười ha hả tốt tốt lắm mặc kệ các hạ rút cuộc đến đây làm gì hôm nay đừng hòng mong sống sót rời đi bầy hắc phong trận động thủ tiểu vương ra vừa cười xong sắc mặt trở nên lạnh lẽo lớn tiếng quát lập tức những hắc y nhân này đều rút trên người ra một cây cờ lớn màu đen như mực bay nhanh tới vây quanh nhóm người hàn lập hơn nữa còn bắt đầu huy động lá cờ trong tay các ngươi chỉ cần lập vòng phòng hộ là được việc khác để ta xử lý hết hàn lập sau khi thản nhiên nói với mông sơn tứ hữu một câu thân ảnh đã trở nên mờ ảo biến mất trong khoảnh khắc các ngươi cẩn thận đại hán đầu bóng lưỡng thấy hàn lập biến mất đột nhiên biến sắc quát lớn, nhưng đã chậm một chút. Thân hình Hàn Lập đã lóe lên sau lưng một gã hắc y nhân, tên đang huy động lá cờ này lập tức dừng ngay động tác, ngơ ngác đứng tại chỗ. Sau đó, cái đầu chợt rơi xuống không một dấu hiệu, thân thể không đầu phun ra máu tươi cao vài thước, rơi ngay xuống đất. Mà lúc này, đại hán đầu bóng lưỡng vừa mới nói xong chữ cuối cùng. Việc vừa diễn ra khiến các tu sĩ múa cờ dùng mình, không biết nên làm sao cho ổn. Thân hình Hàn Lập lại lần nữa chợt xuất hiện phía sau một tên, lại một cái đầu lâu nữa rơi xuống. Thấy vậy, những hắc y tu sĩ khác không dám chần chừ, dừng huy động cờ trong tay, vội vàng xuất ra những vòng bảo hộ và các loại hộ thân pháp khí đủ mọi màu sắc. Trong lúc đó, có hai gã hắc y nhân chưa kịp mở pháp bảo khí phòng hộ ra lập tức bị hàn lập hạ thủ, rơi xuống chết tại chỗ. Tiểu tử muốn chết, đại hán đầu bóng lưỡng thấy vậy, hai mắt và toàn thân bắn ra hào quang màu đỏ quái dị, vọt thẳng tới phía hàn lập với tốc độ cực nhanh. Hàn lập vẫn lạnh lẽo bình thản, toàn thân bị hào quang màu máu của đại hán bao vây, mắt liếc thấy những hắc y nhân đều đã xuất ra màn hào quang phòng hộ, đang kinh hãi chăm chú nhìn mình, lúc này liền quyết đoán chấp lóe thân hình đã thấy xuất hiện gần mông sơn tứ hữu cách đó vài chục trường. Đại hán vồ hụt, phát ra tiếng giống giận như dã thú, lập tức chuyển hướng không hề do dự, tiếp tục đuổi đánh tới phía hàn lập, nhưng vẫn chưa hề xuất ra pháp khí. Mông sơn tứ hữu trong lòng vừa động, thấy có chút ưu thế lập tức khoát tay, một cái tam lăng thứ màu xanh biếc vô thanh vô tức bắn thẳng về phía mặt đại hán đại hán đầu bóng lưỡng thấy pháp khí bay tới chỉ nhe răng ra cười chẳng những không hề dừng lại mà còn lao thẳng tới nghênh đỡ lão nhị cao gầy thấy vậy mừng rỡ hưng phấn nói gã này bất hạnh rồi pháp khí của ta chính là cực phẩm trong thượng giai pháp khí khẳng định là hắn sẽ a à, sao có thể như vậy được lục mang thứ của ta hắn đang nói thì đã bị tình cảnh trước mắt dọa cho sợ ngây người thất thanh kêu lên hóa ra pháp khí tam lăng thứ này sau khi tiếp xúc với huyết quang trên người đại hán đầu bóng lưỡng huyết sắc hào quang như sống động đột nhiên cường hành cuốn lấy pháp khí vào trong mặc cho nó dãy dụa toán loạn nhưng đều không thể thoát ra khỏi nửa bước ha ha bé như hạt gạo mà cũng mang ra khoe đại hán cười cuồng ngạo một tiếng xuất ra một bàn tay lớn màu đỏ máu mạnh mẽ tóm lấy tam lăng thứ sau đó hai tay chập lại lục quang bắn ra khắp nơi linh khí trên pháp khí hoàn toàn biến mất dường như đã triệt để biến thành phế liệu Thấy vậy, không riêng gì mông sơn tứ hữu mặt mày biến sắc mà bản thân Hàn Lập cũng giật mình đánh thuộc một cái. Đại hán đầu bóng lưỡng này khẳng định tu luyện không phải là công pháp bình thường, 89 phần là đỉnh cấp ma công cùng loại với thiếu chủ quỷ linh môn. Đại hán đầu bóng lưỡng không để cho mấy người Hàn Lập có thời gian suy nghĩ, đảo mắt đã thấy xuất hiện trước mặt mọi người, giờ đại quyền đỏ máu lên, hung hăng tấn công vào màn hào quang mà mông sơn tứ hữu xuất ra. Oanh, một tiếng nổ lớn, Màn hào quang do bốn tu sĩ luyện khí kỳ liên hợp xuất ra không ngờ chỉ một quyền này đã lõm vào rất sâu, lập tức ảm đạm đi rất nhiều. Mông Sơn tứ hữu sắc mặt bỗng nhiên đại biến, nếu là phòng ngự pháp khí bình thường, đón đỡ một quyền lợi hại như vậy thì có lẽ sẽ lập tức biến thành phế liệu. Tiền bối, người xem, lão giả mặt đen cuống quýt quay đầu, muốn xem Hàn Lập có phương pháp gì để ngăn cản đối phương. Nếu căn cứ theo công kích của đối phương như vậy, phòng bảo hộ của bọn họ không thể chịu nổi vài nhát. Hàn Lập không nói gì chỉ khoát tay, tiểu thuẫn rời khỏi tay, tỏa ra bạch quang chói mắt. Chỉ trong nháy mắt, nó đã phóng to gấp mấy lần, vững vàng che chắn trước vòng bảo hộ, vừa lúc đón được một quyền đỏ máu của đại hán đầu bóng lưỡng. Âm một tiếng cực kỳ chói tai vang vọng đất trời, các tu sĩ gần đó không đề phòng liền lảo đảo thân hình, thiếu chút nữa là rơi xuống đất. Mông Sơn Tứ Hữu cũng choáng đầu hoa mắt hồi lâu, giữa trường đấu không thay đổi thần sắc chỉ có Hàn Lập và đại hán đầu bóng lưỡng mà thôi. Hàn Lập không lộ vẻ gì, chỉ dương mắt nhìn Bạch Lân Thuẫn, chỉ thấy thuẫn này mặc dù tiếp được một quyền của đối phương nhưng bề mặt vốn trơn nhẵn của nó đã thoáng hiện một vết lõm nhỏ không khỏi âm thầm kinh ngạc bạch lân thuẫn rắn chắc thế nào hàn lập là người biết rõ nhất vì vậy sự kiêng kỵ đối với đại hán không khỏi tăng thêm vài phần nghĩ vậy hàn lập không hề do dự vỗ vào túi chữ vật nhất thời hai đạo ô quang và sáu đạo kim quang đồng thời bắn ra không khách khí phóng nhanh về phía đại hán các đỉnh cấp pháp khí này tương hỗ lẫn nhau tạo nên khí thế long trời lở đất làm cho đại hán đầu bóng lưỡng không khỏi lộ vẻ sợ hãi. Hắn điên cuồng hét lớn một tiếng, hào quang huyết sắc trên người đột nhiên bùng lên, bao phủ toàn thân vào trong, biến thành một khối hào quang huyết sắc cao lớn tới hai, ba trượng, lơ lửng giữa không trung không hề nhúc nhích. Kim nhận của Hàn Lập bay đến, kết quả làm cho hắn cảm thấy sự tình quỷ dị xuất hiện. Mặc cho pháp khí của hắn đâm chém thế nào, bên trong khối hào quang vẫn không hề có động tính. Hơn nữa, một khi pháp khí tiến vào sâu thêm nửa thước liền không thể nào tiến thêm nữa, có thứ giống như vòng phòng hộ đã mạnh mẽ đỡ lấy tất cả công kích. Hàn Lập cảm thấy sốt ruột, đột nhiên nghĩ ra chuyện gì, vội vàng nhìn xung quanh. Kết quả là khi nhìn thấy hết mọi việc, sát khí của Hàn Lập lập tức bốc lên. Đám hắc y nhân được tiểu vương ra và vị che mặt trông rất giống vương tổng quản chỉ huy, không ngờ đã tổ chức lại, tiếp tục bao vây lấy bọn họ, thậm chí còn liều mạng múa may những lá cờ đen trong tay, vang lên những tiếng ô ô như quỷ khóc mây mù đen cuồn cuộn tuôn ra, không ngừng chuyển động bao quanh những lá cờ màu đen. Thấy cảnh đó, Hàn Lập liền nhớ lại trường đấu ở mỏ quãng linh thạch, thấy giống với nghi thức triệu hoán thanh dương ma hỏa là thứ có thể hủy diệt được tất cả mọi vật. Hàn Lập sao có thể để chúng hoàn thành được? Nghĩ tới đó, Hàn Lập lập tức phất tay thu Bạch Lân Thuẫn trở về, đặt vào tay lão giả mặt đen, vội vàng nói. Tạm cho các người mượn một lúc, trước hết để ta đi giải quyết những kẻ khác đã. Tiếp theo thân hình Hàn Lập nhoáng lên, đã thấy xuất hiện ở ngoài vòng bảo hộ, đám pháp khí đang vây quanh màn hào quang huyết sắc kia gào thét một tiếng, tự động phi về bên thân Hàn Lập, vừa xoay động không ngừng, vừa rung lên ẩm ý. chương 308, Đại triển thân thủ, Hàn Lập vừa thấy các pháp khí trở về bên người, đột nhiên đưa tay vào túi chữ vật, lấy ra ba cái tiểu xoa màu đỏ giống nhau như đúc. Hắn nhẹ nhàng ném ra, nhất thời biến thành ba đạo hồng quang bắn thẳng về phía các hắc y tu sĩ. Bộ hỏa diễm liên hoàn phi xoa này do Hàn Lập thu được từ một kẻ xấu số trong những chiến lợi phẩm khi chiến đấu với huyết chi chu, uy lực cũng khá tốt. Hơn nữa bởi vì thành bộ, rất dễ điều khiển nên được Hàn Lập giữ lại. Hàn Lập lại tiếp tục điều khiển các pháp khí của mình, hai đạo ô quang và sáu đạo kim quang cùng ngân lên, bắn ra các hướng. Lúc này đại diễn quyết của Hàn Lập mới chân chính hiển lộ sự đáng sợ của mình, điều khiển nhiều pháp khí như vậy nhưng không hề có chút rối loạn. Điều này khiến tu sĩ thấy nhiều đỉnh cấp pháp khí như vậy lao về phía mình thì lộ vẻ kinh hãi, không dám có chút ý niệm đón đỡ nào trong đầu. Hắn vội vàng ném cây cờ đen trong tay về phía ba đạo hồng quang, định ngự khí né tránh. Nhưng cây cờ đen lập tức bị ba đạo hồng quang chém gãy thành tương đoạn, phát ra một đoàn hắc quang. Tiếp đó, ba đạo hồng quang không hề có chút dừng lại, hung hăng kích thẳng vào vòng bảo hộ trước mặt gã đó. Thật đáng thương, chỉ là vòng bảo hộ cấp thấp của một gã tu sĩ luyện khí kỳ, sao có thể ngăn cản nổi một kích hợp lực của ba đỉnh cấp pháp khí. Vòng bảo hộ này vừa chống đỡ được một chút liền phát ra tiếng đổ vỡ thanh thúy, tan thành mây khói. Trong ánh mắt tuyệt vọng của tu sĩ, ba đạo hồng quang nhẹ nhàng vây lấy hắn. Hắc y tu sĩ này liền xèo một tiếng, biến thành một quả cầu lửa lớn, bị đốt thành cho bụi. Cùng lúc đó, hai đạo ô quang và sáu đạo kim quang bay sau cũng tới đỉnh đầu hai gã tu sĩ khác, cũng không tốn chút khí lực phá tan vòng bảo hộ và pháp khí của chúng, chém chúng thành hai nửa. Thấy vậy, những tu sĩ khác trở nên bối rối, làm sao còn lo bố trí đại trận gì nữa, đương nhiên giữ mạng phải quan trọng hơn. Đại bộ phận mọi người lập tức bay lùi lên trên trời, một ít tu sĩ lớn gan hoặc đầu óc chậm chạp vội phóng ra pháp khí đắc ý nhất của mình, định liều mạng ngăn trở tiến công của Hàn Lập. Nhưng đáng tiếc là Hàn Lập không có ý định dây dưa với bọn chúng, hoàn toàn không khách khí dùng hết toàn lực để đàn áp. Mười đạo hào quang ba màu kim, hắc, không bất kể gặp loại pháp khí nào cũng đồng loạt phóng tới ảo ạt pháp khí nào ngăn cản lập tức như lấy trứng trọi đá, bị đánh tan thành vô số mảnh nhỏ, biến mất khỏi thế gian. Còn chủ nhân của pháp khí đó thì Hàn Lập đương nhiên cũng không buông tha, thuận tay giết chết toàn bộ. Lúc này, trừ những hắc y tu sĩ đã chạy ra xa mấy trăm trượng. Lưu lại ở đó chỉ còn có tiểu vương gia và người bịt mặt giống vương tổng quản đang dương ánh mắt vẻ không thể tin nổi. Hắc phong trận có chút huy lực xem ra còn chưa kịp phát huy thì đã bị Hàn Lập phá tan. Ánh mắt Hàn Lập lập tức chuyển tới hai người tiểu vương ra khiến bọn họ thầm kêu không ổn, đồng thời thể hiện tư thế đề phòng, trên người phát ra hắc quang nhàn nhạt, nhạt, che giấu thân hình bản thân. Trong khoảng khắc, âm khí trở nên dày đặc, hư, giả thân giả quỷ. Hàn Lập cười lạnh một tiếng, nói, tuy không biết hai người này dùng công pháp gì nhưng rõ ràng là tương tự với ma công của đại hán đầu bóng lưỡng kia. Chỉ có điều không biết vì sao trên người chúng lại là hắc quang mà không phải là huyết quang như đại hán chẳng lẽ bởi vì cấp bậc tu luyện khác nhau hàn lập có chút nghi hoặc thầm nghĩ hàn lập không biết rằng lúc này hai người tiểu vương gia đang âm thầm không ngừng kêu khổ tu vi và pháp khí của hàn lập quá lợi hại hơn xa dự tính của hai người trước đó bọn họ không phải chưa gặp tu sĩ trúc cơ kỳ nhưng thực lực của vị tu sĩ trúc cơ kỳ hàn lập này thì căn bản các đàn chủ trúc cơ kỳ trong giáo không thể so sánh nổi đừng nói một trọi một phỏng chừng kể cả hai ba gã đàn chủ cùng lên một lượt cũng chưa chắc đã là đối thủ của người này không kể đến thân pháp cực nhanh đến mức mắt thường gần như không thể nhìn thấy nổi, một người có thể cùng lúc điều khiển 10 loại pháp khí quỷ dị như vậy, bọn họ chưa bao giờ nghe nói đến. Hôm nay xem ra huyết thị đại nhân cũng không phải là đối thủ của người này, mặc dù vị này dường như cũng sử dụng một loại bí pháp nào đó. Hai người bọn hắn mặc dù tự phụ là thực lực hơn xa các tu sĩ luyện khí kỳ khác, nhưng cũng không dám tự đại mà nghĩ rằng hai người có thể liên thủ đối chiến nổi với Hàn Lập. Bởi vậy, mặc dù phát động bí pháp trên người nhưng thân hình cả hai chẳng những không tiến lên mà ngược lại còn cẩn thận chậm rãi lùi lại phía sau. Ngược lại với chúng, mông sơn tứ hữu bị hàn lập đại triển thần uy làm cho cả kinh, trợn mắt há hốc mồm. Mấy người này mặc dù biết thực lực hàn lập cường đại, nhưng rút cuộc cường đại tới mức nào thì vì không có gì để so sánh nên tự nhiên không thể biết được. Nhưng hôm nay chính mắt thấy một mình hàn lập đánh nhau với hơn 10 tu tiên giả có tu vi tương tự bọn họ, chỉ trong khoảnh khắc giết chết hơn năm, sáu tên, những kẻ còn lại đều sợ hãi bỏ chạy không dám nhìn. Loại tu vi này, loại công pháp này khiến mấy người bọn họ hoàn toàn tâm phục, khẩu phục. Hàn lập hít sâu một hơi, đang định bắt lấy tiểu vương ra và vương tổng quản, đột nhiên một tiếng thét tràn ngập thú tính điên cuồng vang lên. Một đoàn hào quang huyết sắc từ bên cạnh phóng ra, mang theo thanh âm tràn ngập điên cuồng. Tiểu vương ra hai người nghe vậy không khỏi kinh nghỉ liếc mắt nhìn nhau. Còn vẻ mặt của Hàn Lập trở nên nghiêm trọng hẳn lên, cũng bất chấp hai người đối diện, vội vàng cho tay vào túi chữ vật. Một pháp khí nhỏ nhắn tinh xảo liền xuất hiện trong tay hắn. Hàn lập không do dự phóng vật đó về phía đám hào quang huyết sắc. Chỉ thấy một cái chuông nhỏ màu vàng từ tay hàn lập đón gió bay ra, trong chớp mắt liền biến thành một cái chuông đồng lớn tới 5-6 trượng. Đây chính là già thiên trung, chiến lợi phẩm của hàn lập thu được từ tuyên nhạc, tu sĩ hiểm nguyệt tông. Lúc trước, chính pháp khí này đã vây khốn huyết chi chu vô cùng hung ác, có thể thấy được nó lợi hại thế nào ầm một tiếng nổ cái chuông lập tức chụp toàn bộ đám hào quang huyết sắc biến hình quỷ dị đó không còn nghe thấy tiếng thét gào nữa thấy chiêu này của hàn lập hai người tiểu vương ra vừa lộ vẻ vui mừng liền không khỏi mặt mày ngẩn ngơ chẳng lẽ vị huyết thị đại nhân lại bị bắt dễ dàng như vậy hàn lập quay đầu bỗng nhiên cười quỷ dị với bọn hắn tiếp đó hai tay cùng giơ lên trong phút chốc vô số quả cầu lửa lớn nhỏ từ trong tay dũng mãnh lao ra giống như mưa tuôn gió lốc dày đặc bắn tới bầu trời xung quanh cũng bị biến thành màu đỏ lửa thấy cảnh này tiểu vương ra hai người vội vàng phóng ra một kiện phòng ngự pháp khí hình tròn chắn trước mặt liên tiếp những tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên chấn động không ngừng khiến cho tiểu vương ra phải choáng váng mặt mày thậm chí bởi vì số lượng quả cầu lửa quá nhiều có vài quả bị lọt lưới trực tiếp đánh thẳng lên người tiểu vương ra khiến cho không ít hắc khí hộ thể bị tản mát ra bốn phía tiểu vương ra cả người chật vật không chịu nổi vừa sợ vừa giận hắn biết rõ ràng đây tuyệt đối phải là rất nhiều phù lục đồng loạt phát ra mới có thể tạo thành thanh thế lớn như vậy hắn đang cắn răng chờ cho trận mưa cầu lửa này bớt đi thì chợt nghe bên cạnh bỗng nhiên truyền đến tiếng thét thảm thiết làm thân hình run lên vội vàng nhìn sang kết quả liền hít một ngụm khí lạnh trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi chỉ thấy người gầy bịt mặt vốn đứng không xa hắn chẳng biết từ khi nào mà hắc khí đã tan biến toàn thân vô lực bị hàn lập tóm trong tay một bên người máu chảy đầm đìa chỉ còn lại một cánh tay Tình hình này khiến tiểu vương gia vừa kinh ngạc, vừa sinh ra ý sợ hãi không thể cản nổi đối với Hàn Lập, không khỏi thầm mắng tên huyết thị kia vô dụng. Hàn Lập lạnh như băng liếc nhìn tiểu vương gia, liền không khách khí xé rách khăn bịt mặt của kẻ trong tay, đúng là vị vương tổng quản của hình vương phủ. Chỉ có điều khuôn mặt vốn gầy gò, bởi vì đau đớn do một cánh tay bị đứt lìa, giờ đã trở nên méo mó. Không thể nào, người sao có thể bắt được hắn, hộ thân sát khí của chúng ta căn bản không thể dễ dàng công phá như vậy được. Tiểu vương ra lắp bắp nói, nhưng trong giây lát đã giơ hai tay lên, mười tia màu đen chợt lóe, bắn nhanh về phía Hàn Lập. Trên mặt Hàn Lập đột nhiên lộ ra vẻ cười cợt, một tay giơ lên, một thứ gì đó giống như thuẫn bài chợt xuất hiện trước mặt. Kết quả là toàn bộ những tia sáng màu đen đó bắn tới, ngoại trừ phát ra những âm thanh trầm muộn thì chẳng thấy có thêm hiệu quả nào. Tiểu vương ra cả kinh nhìn kỹ, mới phát hiện ra thuẫn bài này là một cái mai rùa rất lớn, chỉ có điều là toàn bộ mai rùa này màu đen, không hề phát ra thứ ánh sáng gì, có lẽ là chưa hề được chuyên môn tế luyện qua. Thấy cảnh đó, Tiểu Vương ra đảo đôi mắt, hắc quang trên người chợt bùng lên, toàn thân như tia chớp lao ra ngoài. Sau đó tiếp tục chuyển thân, định chạy trốn giống như những tu sĩ khác. Nhưng bản thân hắn là một trong những mục tiêu trọng yếu cần bắt sống nên Hàn Lập sao có thể để cho hắn dễ dàng chạy trốn. Thân hình nhoáng lên, Hàn Lập liền dễ dàng xuất hiện trước người Tiểu Vương ra, khoát tay một cái, một cửa kiếm màu xanh lớn tới mấy trượng xuất hiện không khách khí chém thẳng vào đầu tiểu vương gia. Tiểu vương gia thấy thế, trong lòng mừng thầm, hộ thể sát khí của hắn chính là chuyên ăn mòn các loại pháp khí, căn bản không sợ thanh kiếm này làm mình bị thương, ngược lại còn định nhân cơ hội này toàn lực chạy trốn. Nghĩ đến đây, thân hình tiểu vương gia vừa bị kích trúng, lập tức nương theo đà vượt qua đầu hàn lập. chương 309, yêu hóa, không thể tiếp, trốn mau, vương tổng quản trên tay hàn lập cố nén đau, lớn tiếng hô, ý đồ muốn nhắc nhở tiểu vương gia hiển nhiên, lời nhắc nhỏ của hắn đã chậm một chút. Nghe thấy vậy, tiểu vương ra theo bản năng hơi nghiêng người, định tránh khỏi mũi kiếm xanh to lớn kia. Nhưng kiếm chợt biến đổi, nhẹ nhàng sượt qua bắp chân của hắn, hắc khí hộ thân lập tức bị chém tan, không còn chút tác dụng nào. Kết quả là hai bắp chân bị cắt đứt liệt, tiểu vương ra kêu to một tiếng, hôn mê ngay tại chỗ. Vị công tử cành vàng lá ngọc này mặc dù tâm kế hơn người nhưng từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ nếm trải đau khổ, đương nhiên không thể chịu nổi đau đớn như vậy mặc dù vậy cảnh này vẫn khiến hàn lập hơi hoảng lúc đầu còn tưởng rằng vì lâu không dùng đến thanh nguyên kiếm nên sợ để sổng mất đối phương đợi sau khi hiểu được sao lại như thế hàn lập vừa giận vừa buồn cười tóm lấy hắn bay về phía mông sơn tứ hữu hàn lập đại thắng tâm tình rất khoái trá nhưng cũng có chút buồn bực ngay từ đầu tiểu vương gia và vương tổng quản đã khiến hắn có cảm giác nguy hiểm vậy hai người này phải khó chơi mới đúng không ngờ lại dễ dàng bị bắt như vậy chẳng lẽ linh giác thần bí của mình đã bắt đầu có sai lầm rồi sao hàn lập lắc đầu nghĩ thấy có điểm kỳ quái lúc này phía xa vẫn còn mấy hắc y tu sĩ ngơ ngẩn đứng nhìn biết có ở lại đây cũng vô ích sau khi liếc mắt nhìn nhau thì bỏ chạy tán loạn trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa hàn lập không có ý định truy đuổi mấy kẻ này cũng giống như mông sơn tứ hiếu chỉ là phần tử ngoại vi căn bản không đáng để đuổi giết hắn vừa nghĩ vừa trở về bên cạnh mông sơn tứ hiếu tùy ý ném hai gã tù binh trong tay ra thản nhiên nói cầm máu cho chúng còn phải lấy khẩu cung chúng nữa thanh niên và lão nhị trong mông sơn tứ hữu lập tức tiếp lấy hai người không dám có chút chậm trễ lúc này mông sơn tứ hữu không chỉ có biểu hiện kính trọng đối với hàn lập mà còn là nỗi kính sợ xuất phát từ nội tâm vừa rồi hàn lập đại triển thần uy đã để lại ấn tượng không thể phai nhạt trong lòng bọn họ tiền bối công pháp thật sự thông huyền mấy người vãn bối đã được mở rộng tầm mắt lão giả mặt đen nói giọng đầy kính trọng, không có gì, chỉ là chút tài mọn. Hàn Lập thấy thần sắc kính sợ của Mông Sơn Tứ Hiếu, trong lòng cũng có vài phần đắc ý, nhưng lại ra vẻ không đáng nhắc tới, khiến cho mấy người này càng cảm thấy vị Hàn tiền bối trở nên cao thâm khó lường. Đúng lúc này, một loạt tiếng nổ ầm ầm vang lên, khiến sắc mặt Hàn Lập hơi đổi. Mông Sơn Tứ Hiếu vội vàng nhìn lại, trong đó trung niên nữ tử sau khi nhìn rõ ràng thì mặt lộ vẻ hoảng sợ, chỉ cho Hàn Lập. Tiền bối, mau xem pháp khí của người hàn lập quay người lại nhìn chỉ thấy bên trong giả thiên trung đang chụp lấy đại hán đầu bóng lưỡng phát ra những tiếng nổ vang trời bên ngoài có vẻ sắp phát sinh những biến hóa không thể tin nổi theo từng tiếng nổ giả thiên trung lại đột nhiên lồi lên thêm một khối lớn sau mười mấy tiếng nổ bề mặt chuông trong nháy mắt rút cuộc đã không còn giữ được hình dáng cũ nhưng càng không ổn chính là hào quang màu vàng của chuông trở nên mờ nhạt đi rất nhiều đại hán đầu bóng lưỡng ở bên trong giường như có thể phá chuông thoát ra bất cứ lúc nào Hàn Lập trong lòng hoảng sợ, mặc dù không biết vì sao lại xuất hiện hiện tượng không thể tin nổi này, nhưng hiển nhiên Già Thiên Trung không thể vây khốn được đối phương, xem ra chỉ có thể thử một số biện pháp khác. Nghĩ vậy, Hàn Lập thu lại mấy pháp khí đang xoay tròn trên đỉnh đầu, ném ra bảy, tám con khôi lỗi hình thú, xếp thành hàng cùng với bốn con khôi lỗi đã ném ra lúc trước, chắn trước mặt Hàn Lập và Mông Sơn Tứ Hữu. Vừa làm xong mọi việc, một tiếng nổ ầm vang trời truyền đến. Pháp khí Già Thiên Trung đã vỡ tan thành nhiều mảnh từ bên trong phi ra một quái vật giống người mà không phải người. Đây là cái gì? Trung niên nữ tử vừa nhìn thấy, thất thanh kêu lên. Ba người còn lại cũng xanh mặt, lộ ra vẻ không thể tin nổi. Trong mắt Hàn Lập cũng xuất hiện vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc. Đại hán đầu bóng lưỡng đi ra, bất kể là sắc thái hay ngoại hình đều đã hoàn toàn bị yêu ma hóa. Lúc này hắn cao hai trượng, miệng lòi răng nanh, trên đầu mọc ra hai cái sừng cong, phía sau kéo theo một cái đuôi dài đầy vảy cứng rắn điều khiến mọi người càng thêm kinh sợ chính là cả người cao thấp đều có yêu văn màu đó bảo phủ nửa thân trên trần trụi phát ra một luồng sát khí không lời từ khuôn mặt có thể mờ nhạt hình dung ra bộ mặt trước kia của đại hán đầu bóng lưỡng đôi mắt hắn tràn ngập hung quang màu xanh ngọc tràn ngập xiết chóc máu me không còn nửa phần nhân tính hắn lạnh lẽo nhìn mấy người hàn lập thân mình hơi phục xuống đột nhiên vọt đến nhanh như tên bắn mông sơn tứ hữu thấy vậy cực kỳ kinh ngạc và hoảng sợ đang không biết nên làm gì thì bên tai đã chuyển đến thanh âm của Hàn Lập. Tế pháp khí, theo phân phó của Hàn Lập, người khôi lỗi thú đồng thời mở miệng, 10 cột sáng chợt phóng ra, như xét đánh không kịp bưng tay ụp thẳng vào người đại hán yêu hóa đang không chút đề phòng, chúng đòn ngã ngay tại chỗ. Mông Sơn Tứ Hữu thấy vậy mừng rõ, liền không trần chừ tung hết pháp khí ra, điên cuồng công kích đại hán đang ngã xuống đất, hy vọng có thể giải quyết quái vật kinh nhân này. Đáng tiếc, mộng đẹp của họ chỉ kéo dài trong khoảnh khắc một đạo sát khí thấu trời từ đại hán truyền đến, tiếp đó hắn nổi giận nhảy dậy, mặc kệ các pháp khí tấn công cũng không hề gây chút tổn thương nào trên người hắn. Điều này khiến đôi mắt của mông sơn tứ hữu tưởng như muốn lòi cả ra ngoài. Đại hán yêu hóa ngửa mặt lên trời điên cuồng thét lớn, đột nhiên hai tay như hai bánh xe điên cuồng xoay tròn. Mấy pháp khí vây quanh hắn chỉ trong khoảnh khắc đã bị 10 ngón tay cắt nát thành từng mảnh, biến thành sắt vụn. Không chờ cho mông sơn tứ hữu biến sắc mặt, bích quang trong đôi mắt đại hán yêu hóa bùng lên, lắc mình vài cái đã xuất hiện trước vòng bảo hộ của mấy người hàn lập, lợi chảo hung hăng chụp xuống. Choang một tiếng, lão giả mặt đen nhanh tay nhanh mắt giờ bạch lân thuẫn của hàn lập lên, vừa lúc chắn được một chảo, nhưng cũng để lại trên mặt thuẫn năm vết móng vuốt rất sâu. Hơn nữa sắc mặt lão giả trở nên cực kỳ tái nhợt, hiển nhiên là do pháp lực không đủ gây nên. thấy vậy, đại hán cười nhanh ác, lợi chảo còn lại cũng như tia chớp chộp tới mặt thuẫn. Nhưng sắc mặt hắn lập tức biến đổi, rụt tay về, hai tay tạo thành hình chữ thập chắn trước người. Cùng lúc đó, đợt công kích thứ hai của những cột sáng cũng tới, mạnh mẽ đánh thẳng lên người hắn. Chẳng qua lúc này đại hán yêu hóa đã có phòng bị nên không ngã xuống đất, chỉ bị công kích cường đại này đẩy lùi ra xa vài chục trường. Nhờ đó mà lão giả mặt đen vừa mới đỡ một trường đó mới có thể thở được một hơi, lau mồ hôi lạnh trên trán, khẩn trương nói với ba người còn lại. Thế công của đối phương rất hung mãnh, pháp lực của một người không thể chịu nổi vài cái mọi người hãy cùng hợp lực điều khiển thuẫn này đi. Nghe đại ca của mình nói vậy, mấy người còn lại trong mông sơn tứ hữu lập tức giơ một tay đặt lên vai lão giả, sau đó chậm rãi rót linh lực của cơ thể vào. Khuôn mặt của lão giả mặt đen trong khoảnh khắc đã khôi phục lại huyết sắc. Mặc dù đã hóa yêu vật nhưng tấn công hai lần liên tiếp vẫn không thành công càng có vẻ khiến đại hán trở nên cuồng bạo. Vừa lúc cột sáng của các khôi lỗi thú biến mất, hắn liền lập tức dương nhanh múa vuốt sông lên, nhưng lại bị bạch lân thuẫn phản kích, tiếp tục bị các cột sáng đẩy trở về chỗ cũ. Hàn lập thấy cảnh này liền nhíu mày, yêu vật này một khi có thể phá nổi ra thiên trung, thân thể có thể chống nổi cột sáng công kích của khôi lỗi thú, có thể thấy được các pháp khí đỉnh cấp bình thường tuyệt đối không có tác dụng gì đối với hắn, chỉ có thể sử dụng phù bảo. Nghĩ tới đây, Hàn lập không hề do dự quay về phía mông sơn tứ hữu phân phó. Các người tạm thời cùng các khôi lỗi thú chống đỡ một lúc, ta cần một chút thời gian để thi pháp. Nói xong, Hàn Lập không đợi bọn họ đáp ứng liền rút từ trong túi chữ vật ra một phù lục màu xanh mờ mờ, hai tay trịnh trọng cầm phù lục, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt vận công. Hàn Lập không hề nói tới phù bảo bởi vì hắn biết rõ, với thân phận tán tu của mấy người kia, đa phần đều không biết được phù bảo là cái gì, mà hiện tại cũng không phải lúc giải thích. Hắn cứ dứt khoát hành động, căn bản không để cho mông sơn tứ hữu có thời gian phản đối. Bọn họ nghe rất rõ ràng, đành phải liếc mắt nhìn nhau, lão giả mặt đen đành phải đáp ứng, tiếp tục kiên cường chống đỡ. Tiếp đó, đại hàn yêu hóa liên tiếp nhào tới tấn công 7, 8 lần, nhưng lần nào cũng đều tối tăm mặt mày bắn ngược trở về một cách vô ích. Bạch lân thuẫn của hàn lập mặc dù bị nhiều vết chảo của đối phương, nhưng với sợ phối hợp của mông sơn tứ hiếu, vẫn ngăn trở được cặp lợi chảo ngọc nát vàng tan kia. Còn 10 khôi lỗi thú vẫn dùng cột sáng công kích, giữ vững khoảng cách nhất định, không cho đại hán yêu hóa liên tục tấn công, để cho mông sơn tứ hữu có cơ hội thở dốc trong giây lát. chương 310, Hoàng Thất với tu vi trúc cơ trung kỳ của hàn lập việc khởi động phù bảo có thể nhanh gấp mấy lần so với luyện khí kỳ một lát sau phù lục màu xanh trên tay đã biến thành một cái thước ngọc màu xanh dài khoảng vài tấc tinh xảo lung linh huỳnh quang lưu chuyển mà lúc này pháp lực của mông sơn tứ hữu cũng đã tới cực hạn dưới những trào đầy khí thế cực kỳ hung hãn của đại hán bạch lân thuẫn như đang bị búa tạ nện bắn ra ngoài còn mấy người mông sơn tứ hữu thì cực kỳ mệt mỏi khuôn mặt đều trở nên trắng bệch tiền bối nhanh lên Lão giả mặt đen thấy phù bảo của Hàn Lập xuất hiện dị tượng, không khỏi lo lắng, liên tục thúc giục. Hàn Lập không có thời gian để ý tới lão, mà ngay khi đại hán yêu hóa bị cột sáng đánh lui, liền lập tức cuồn cuộn truyền linh lực toàn thân vào thước ngọc. Trong phút chốc, chiếc thước nhỏ lơ lửng trên tay phát ra hào quang màu xanh chói mắt, trong khoảnh khắc chia ra thành hai, hai thành bốn, bốn thành tám. Chỉ trong chớp mắt đã hóa thành mấy trăm cái thước nhỏ giống nhau, đều phát ra tiếng gầm rú vây quanh Hàn Lập, không ngừng dao động. Cảnh tượng kinh người này làm mông sơn tứ hữu nhìn thấy há mồm cứng lưỡi, nghĩ rằng đó là ảo thuật, dường như không dám tin vào mắt mình. Hàn lập không chút trì hoán, sắc mặt đầy cẩn trọng chỉ tay về phía đại hán yêu hóa. Nhất thời, đàn đàn lũ lũ thước nhỏ kia như nước cuốn vỡ đê, cuồn cuộn kích tới. Đại hán đầu bóng lưỡng mặc dù sau khi yêu hóa thì thần chí có chút không tỉnh táo, nhưng đối mặt với phủ bảo công kích của Hàn Lập, dường như ý thức được sự bất ổn, mặt lộ vẻ sợ hãi, đột nhiên hồng quang hiện ra, Toàn thân bắn về phía sau nhanh như sao sẹt, tốc độ cực kỳ mau chóng, không thua kém gì thần phong chu. Hàn Lập thấy vậy dùng mình, hơi trần trừ một chút, đối phương đã bỏ chạy cách xa cả trăm trượng, chỉ có thể thấy bóng dáng hắn đang chạy trốn. Hít một hơi, Hàn Lập không truy đuổi mà chỉ tay một cái, triệu phù bảo thức ngọc về, lại trở thành phù lục màu xanh, nhẹ nhàng rơi xuống tay. Không phải là hắn không muốn trừ hậu hoạt, nhưng uy lực còn lại của phù bảo thức ngọc này thực sự không còn nhiều lắm nếu dây dưa truy đuổi đối phương trong thời gian dài hàn lập cũng không biết nó có chịu nổi nữa không mà nhân chứng sống đã tóm được trong tay thế là ổn lắm rồi mông sơn tứ hữu thấy kình địch bị hàn lập dọa sợ chạy mất trong lòng đều mừng rỡ kéo nhau đứng dậy hàn lập thấy sắc mặt mọi người thực sự bất ổn suy nghĩ một chút liền lấy từ trong túi chữ vật ra một bình thuốc nhỏ ném cho mấy người mỗi người ăn một viên sẽ rất có ích cho thương thế của các ngươi hàn lập nhẹ nhàng cười nói dù có nói thế nào thì những người này hôm nay đúng là cũng đã chiến đấu vất vả trợ giúp mình, hắn đương nhiên phải thể hiện rằng mình không phải là kẻ không biết điều. Quả nhiên mông sơn tứ hữu đều lộ vẻ cảm kích, lão giả mặt đen cung kính nhận lấy chiếc bình nhỏ, rót ra bốn viên thuốc lớn cỡ mắt rồng, màu đỏ như lửa, hương thơm sộc vào mũi, chỉ vừa ngửi một chút đã cảm thấy tinh thần phấn chấn. Lão giả là người kinh nghiệm, lập tức kinh hỉ, biết đây là loại thuốc cực kỳ chân quý, liên tục hướng hàn lập tạ ơn, sau đó mới cùng mấy người kia uống thuốc. Viên thuốc vừa vào bụng liền biến thành một luồng khí nóng truyền tới khắp thân thể, khiến cho mọi người lập tức thấy thương thế trên người đỡ hẳn, trong lòng cực kỳ vui mừng. Chúng ta đi thôi, nơi này không thể ở lâu, viện binh của hắc sát giáo mà đến thì rất phiền toái. Hàn lập lướt nhìn tiểu vương tử và vương tổng quản, trầm giọng nói. Mông Sơn Tứ hữu đương nhiên không có ý kiến gì khác, vì vậy ném một tù binh lên thần phong chu, Hàn lập mang theo kẻ còn lại, ngựa chu nhanh chóng bay đi. Bầu trời trên miếu hoang lại trở nên tĩnh lặng, không ai có thể nhận ra nơi đây vừa phát sinh một trận đại chiến giữa những người tu tiên mấy người hàn lập bình an vô sự trở về tần trạch trực tiếp từ trên không hạ xuống vì sợ đêm dài lắm mộng hàn lập bất kể giờ giấc ngay trong đêm đó bắt đầu thẩm vấn tiểu vương ra hai người hàn lập định thẩm vấn tiểu vương ra còn vương tổng quản thì giao cho mông sơn tứ hữu xử lý tin tưởng rằng sự khắc nghiệt của lão giả mặt đen sẽ cho hắn một đáp án vừa lòng bắt một người tu tiên mở miệng nói ra sự thật có lẽ là việc phiền toai đối với nhiều người nhưng đối với kẻ tinh thông mê hồn pháp thuật và dược vật như Hàn Lập mà nói thì căn bản chẳng thành vấn đề. Đặc biệt, tu vi của đối phương lại kém xa hắn. Mặc dù vị tiểu vương gia này ngay từ đầu đã tỏ vẻ tuyệt đối không mở miệng, nhưng khi Hàn Lập hỏi vài câu, thấy đối phương cự tuyệt không chịu hợp tác, liền không khách khí tặng cho hắn một bình thuốc. Kết quả là hắn thần chí mơ mơ hồ hồ, rơi vào huyễn hoặc. Sau đó, Hàn Lập lại dùng mê hồn huyễn sắc nhãn, rất thuận lợi nắm được tâm thần của hắn, biến hắn thành một con rối, ngoan ngoãn trả lời hết thảy nghe tiểu vương ra kể lại vẻ mặt của hàn lập biến đổi liên tục lúc đầu thì nghiêm trọng lạnh lùng tiếp đó là ngạc nhiên cuối cùng là vẻ khó xử lẫn buồn bực sau khi xác nhận rằng mọi bí mật trong lòng tiểu vương ra đã lộ hết hàn lập trầm ngâm lấy trong áo ra một viên thuốc màu đen đã chuẩn bị từ trước nhét vào miệng hắn sau đó không thèm liếc mắt đi về phía thanh âm viện nơi mông sơn tứ hữu đang thẩm vấn viên đoạn hồn đan này có thể khiến người uống chết một cách vô thanh vô tức mặc dù dùng độc giết chết một người không hề có phản kháng khiến trong lòng hàn lập có chút không thoải mái nhưng căn cứ theo ma công mà tiểu vương ra tu luyện đã dùng mấy mươi tên tu sĩ để huyết tế thì hắn chết cũng không tính là oan uổng khi tới thanh âm viện đúng lúc mông sơn tứ hữu đang đứng thương lượng chuyện gì đó cùng nhau vẻ mặt trầm trọng gặp hàn lập đi đến mấy người đều tiến tới nghênh đón hắn lên ghế chủ tọa hàn lập không từ chối ngồi xuống nói thế nào vị vương tổng quản có tin tức gì không mông sơn tứ hữu liếc mắt nhìn nhau đại ca của cả hội là lão giả mặt đen đứng lên trả lời tiền bối có thể cũng đã biết nếu những gì chúng ta bên này thu được là không sai thì sự tình chỉ sợ có chút phức tạp rồi nói xong lão giả liếc trộm hàn lập một cái nhưng chỉ thấy sắc mặt hắn vẫn như thường không hề tỏ vẻ gì lão giả đành cân nhắc một chút rồi nói tiếp từ trong miệng của vương tổng quản tại hạ biết được rất nhiều tin tức liên quan tới hát sát giáo nhưng đều không có tin gì khẩn yếu mà chỉ có một chuyện rất quan trọng vị hắc sát giáo chủ không ngờ lại đang trốn ở hoàng thành đại nội hơn nữa đương kim hoàng đế phạm nhân của việt quốc sớm đã bị thao túng trở thành con rối trong tay hắn giờ đây hoàng cung chính là hang ổ của hắc sát giáo còn đại nội tổng quản của hoàng cung một vị thái giám tên là lý phá vân chính là hắc sát giáo chủ nghe nói đang bế quan tu luyện lão giả mặt đen vừa nói vừa nhíu mày cảm thấy thực sự không đơn giản mặc dù người tu tiên vẫn coi thường phạm nhân nhưng vẫn có chút kiêng kỵ đối với người thống trị tối cao của thế giới phàm nhân. Hàn Lập nghe nói vậy, vẻ mặt cũng không có gì thay đổi, nhưng trong lòng không ngừng thở dài. Hắn không phải là sợ hãi hoàng đế mà biết rõ rằng hoàng thất đương thời của Việt Quốc trên thực tế là do cả bảy phái cùng ủng hộ. Nhưng cũng vì thế mà các phái đều có quy định bất thành văn, nghiêm cấm đệ tử bảy phái bước vào hoàng thành nửa bước, phòng khi có một phái ỷ thế cầm tù hoàng thất rồi tạo thành bất lợi đối với các phái còn lại. Vì vậy mà cả mấy trăm năm nay trong Hoàng thành Việt quốc không hề có bóng dáng của bất cứ đệ tử nào của bảy phái. Chỉ cần Hoàng đế Việt quốc không có sai sót gì đối với bảy phái thì bảy phái sẽ hoàn toàn để hắn tự do hành động. Có lẽ chính vì vậy mới để cho hắc sát giáo thừa cơ hành động. Hàn lập sau khi cân nhắc những điều thu được từ trong miệng tiểu vương ra, suy đi tính lại vài lần nhưng đều không quyết định được nên làm thế nào cho tốt. Quy định này đã kéo dài lâu như vậy, cho dù mình có thể lật tẩy được bộ mặt thực của hắc sát giáo chủ, nhưng việc xâm nhập hoàng thành thì ai mà biết có thể lấy công chuộc tội được hay không nói không chừng ngược lại còn phải chịu phạt nặng sự việc phải trái trắng đen không rõ ràng này quả thực khiến hắn rất đau đầu xa rời khỏi bảy đại phái lâu như vậy điều gì cũng có thể xảy ra đôi khi quyền uy của phong tục còn vượt xa sự tình đúng sai căn bản không thể xâm phạm chút nào điều này khiến hàn lập cực kỳ kiêng kỵ hắn cũng không muốn làm một kẻ phí công mà lại không được lòng người chỉ có điều vừa mới hỏi cung đơn giản một chút mà đã biết được thân phận thực sự của hắc sát giáo chủ quả thực là ngoài dự kiến của hàn lập chẳng qua điều này cũng là cơ duyên trùng hợp từ miệng của tiểu vương ra hắn biết rằng cho dù là mấy vị đàn chủ trúc cơ kỳ của hắc sát giáo cũng chưa từng thấy mặt giáo chủ càng không thể biết chút nào về lai lịch vậy mà hai người bọn chúng lại biết được thân phận của giáo chủ hắc sát giáo tất cả điều này là bởi vì vương tổng quản và tiểu vương ra hai người đều có quan hệ rất không bình thường với hắc sát giáo chủ một người có ơn cứu mạng với một vị đường huynh của hắc sát giáo chủ. Người còn lại là ký danh đệ tử duy nhất, cực kỳ được yêu quý và tin tưởng. Quan hệ thân cận như thế, bọn họ mới có thể biết được thân phận thực sự. Nếu không, kinh thành Việt Quốc lớn như vậy làm sao tới lượt họ là hai giáo chúng chỉ mới tới luyện khí kỳ lại có thể chủ trì giáo vụ ở đây. mười 311, Huyết tế bí ẩn. Trong khi Hàn Lập đang suy nghĩ thì lão giả mặt đen vẫn thao thao bất tuyệt nói. Chúng ta không thể nào biết được Tu Vi thực sự giáo chủ Hắc Sát giáo, mà bên cạnh hắn còn có mấy tên tứ đại huyết thị luôn ở bên hộ vệ giống như hôm nay gặp vậy. Bằng mấy người chúng ta khẳng định không phải địch thủ của đối phương. Cho nên ta đề nghị tiền bối không cần chủ động trêu chọc đối phương nữa, tốt nhất là đợi viện binh. Yên tâm, vị giáo chủ Hắc Sát giáo này nhiều lắm chỉ có tu vi là trúc cơ hậu kỳ, không thể nào là tu sĩ kết đan kỳ được. Hàn Lập vừa nghe thấy đối phương nói đến đây thì đột nhiên mở miệng chặn ngang lời nói của lão giả, giọng rất khẳng định. Lời vừa nói ra khiến cho lão giả mặt đen ngẩn người, nhất thời vui vẻ, mà mấy người khác cũng thở dài một hơi thoải mái. Mặc dù không biết vì sao Hàn Lập lại khẳng định như vậy, nhưng một khi vị Hàn tiền bối này đã nói như vậy thì tám chín phần sẽ không sai. Vừa rồi mấy người bọn họ còn thảo luận, nếu chẳng may kẻ địch là tu sĩ kết đan kỳ thì bọn họ chỉ có thể ôm đầu trốn chui trốn nhủi như chuột. Sợ là dù cho người của thất đại phái đến chi viện, cũng không thể nào làm gì được giáo chủ hắc sát giáo. Bây giờ Hàn Lập nói như vậy, khiến cho mông sơn tứ hữu an tâm hơn nhiều. Tiền bối có thể nói rõ việc này một chút được không? Chúng ta đã thẩm vấn vương tổng quản nhưng vẫn không biết tí gì về tu vi của tên giáo chủ kia gã thanh niên đã khôi phục lại rất nhiều sau khi bị đả kích bởi sự việc của ngũ muội mở miệng muốn hỏi cho rõ. Tứ đệ, người nói cái gì thế? Hàn tiền bối một khi đã nói như vậy thì khẳng định nắm chắc 10 phần. Lão giả mặt đen nghiêm mặt lại, hung hăng giáo huấn tên thanh niên một câu hàn lập nghe hai người nói trên mặt mỉm cười lạnh nhạt nói đây cũng không phải là bí mật gì tin tức này là phán đoán từ việc tên giáo chủ kia vẫn cần tu sĩ trúc cơ kỳ để tiến hành huyết tế hàn lập không nhanh không chậm từ từ giải thích mặc dù hoàng phong cốc chúng ta không hiểu quá nhiều về công pháp của ma đạo nhưng đối với loại tà pháp đốt cháy giai đoạn như huyết tế thì vẫn có hiểu biết nhất định loại ma công hấp thu tinh huyết tu vi của tu sĩ khác để tăng tu vi của mình Trước kia trong ma phái là rất bình thường. Nó có thể giúp cho một tên tu sĩ trong thời gian ngắn pháp lực tăng lên rất nhiều, giảm hơn phân nửa thời gian đả tọa khổ tu. Cho nên tu tiên giới cũng có một thời kỳ như vậy, không nói gì ma đạo mà ngay cả rất nhiều người của chính phái lén tu luyện loại công pháp này. Hàn Lập nói đến đây thì cười lạnh một tiếng, khóe miệng lộ ra vẻ trào phúng, lúc này mới tiếp tục. Nhưng loại phương pháp tu luyện điên cuồng này, không chỉ cần tâm địa ác độc giết hại rất nhiều tu sĩ khác, hơn nữa còn có một khuyết điểm chí mạng chẳng những chỉ có người từ chúc cơ kỳ trở xuống mới có hiệu quả, hơn nữa một khi huyết tế thì cả đời không thể kết đan, chỉ có thể dừng lại ở chúc cơ kỳ. năm đó nhiều tu sĩ lén tu luyện huyết tế ma công nhưng chưa có một ai có thể kết đan thành công. càng không ổn chính là thông qua huyết tế thôn vệ pháp lực của người khác thì sẽ thường xuyên xuất hiện hiện tượng bị cắn trả, không cẩn thận sẽ bị tẩu hỏa nhập ma mà chết. đương nhiên nguyên nhân chủ yếu khiến loại công pháp này biệt tâm biệt tích chính là vì hành vi thôn vệ tinh huyết của người khác khiến cho tu sĩ khác kiêng kỵ người sở hữu ma công này đều bị tránh ma lưỡng đạo truy sát hầu như không còn nhưng sau này lại nghe nói người trong ma đạo không thể nào bỏ qua được thủ đoạn cấp tốc tăng tu vi lên này nên đã sáng lập ra một phương pháp tu luyện tên là huyết tế cũng tương tự như thế chẳng qua loại phương pháp này không cần phải trực tiếp thôn vệ tinh huyết của người khác mà là ra tay với hồn phách nguyên thần của người tu tiên nghe nói tu vi tăng lên mặc dù không mạnh bằng huyết tế nguyên thủy nhưng vẫn không thể kết đan và bị nguy hiểm cắn trả được xưng là hồn tế Đối với hồn tế, điển tịch của bổn môn không ghi lại nhiều lắm. Chỉ biết là từ khi sáng lập đến nay, chỉ có một ít nhân vật cao tầng trong ma đạo nắm giữ, không truyền bá rộng rãi ra ngoài. Điều này đã tránh một kiếp đồ sát trong tu tiên giới. Hơn nữa nghe nói còn có không ít hạn chế khác, hàn lập một hơi nói ra nhiều bí ẩn có quan hệ với huyết tế như vậy, khiến cho nhóm tán tu mông sơn tứ hữu mở rộng tầm mắt một phen. Đồng thời cũng biết vì sao hàn lập lại khẳng định rằng tên giáo chủ hắc sát giáo chỉ có cấp bậc trúc cơ kỳ rất rõ ràng phương pháp huyết tế mà hắc sát giáo sử dụng chính là thủ đoạn huyết tế thứ nhất. Chúng ta đã hiểu rõ tình hình đại khái về hắc sát giáo. Nhưng đại hán đầu bóng lưỡng chạy thoát trở về thì người của hắc sát giáo chắc cũng đã biết tình hình của chúng ta. Không biết có lập tức bỏ sao huyệt chạy trốn không nữa. Như vậy thì đối phương sẽ chuyển từ sáng sang tối, rất bất lợi cho chúng ta lão nhị của mấy người đó đột nhiên nhớ đến điều gì đó, lo lắng nói. Sẽ không đâu, hắc sát giáo hiện thời sẽ không lập tức chạy trốn. Ta từ trong miệng tên tiểu vương ra kia biết được, tên giáo chủ kia hiện nay đang ở thời điểm bế quan tu luyện mấu chốt, phải dựa vào một vùng âm huyệt chi địa trong hoàng cung mới có thể thu công. Nghe nói vì lần tu luyện này mà hắn đã chuẩn bị mấy năm trời, tuyệt đối không bỏ dở nửa đường. Nên hơn phân nửa bọn chúng đang tập trung lực lượng, tăng cường đề phòng chúng ta. Trong giọng nói của Hàn Lập, có đôi chút ý chào phúng đối với hắc sát giáo. Nghe xong lời này, tinh thần mấy người mông sơn tứ hữu phấn chấn, đều khẽ lộ ra vẻ hưng phấn tiền bối, vậy tiếp theo chúng ta phải, lão giả mặt đen bình tĩnh hỏi, tiếp theo không cần phải làm gì, ngồi đợi viện binh đến. Đối phương mặc dù biết tướng mạo của chúng ta, nhưng không biết nơi chúng ta ẩn thân. Hơn nữa người phụ trách Việt Kinh, lại là hai gã tù binh trong tay chúng ta. Cho nên hắc sát giáo muốn tìm chúng ta, cũng không tìm ra được người đắc lực. Tuy nhiên mọi người phải chú ý cẩn thận hơn, gần nhất không nên ra ngoài, ở trong phủ tu luyện cho tốt đi. Khi viện binh đến đây, chúng ta sẽ tiếp tục bàn bạc hàn lập đưa tay nhéo nhéo mũi, khóe miệng hơi nhếch lên, hai mắt híp lại thành khe hẹp. Trên mặt hàn lập lộ ra vẻ mặt cười như không cười, khiến cho những người khác trong phòng đều cảm thấy mờ mịt, rất mê hoặc, khó hiểu. Hoàng thành Việt Quốc chiếm cứ một phần năm diện tích của Việt Kinh, nhưng một phần ba diện tích của nó lại là đại nội hoàng cung nguy nga lộng lẫy. Tầng tầng lớp lớp cung lầu chạm trổ tinh xảo, vô số hành lang lớn nhỏ trang nhã, cùng với hoa viên xinh đẹp đầy kỳ hoa dị thảo dùng trang trí khiến cho đám tiểu thái giám và cung nữ dù đã ở trong hoàng cung mấy năm vẫn thường xuyên bị nhầm đường qua đó có thể thấy sự rộng lớn của hoàng cung việt quốc bây giờ đã là canh ba cung điện khổng lồ vốn đầy thái giám và cung nữ muôn hình muôn vẻ qua lại thường xuyên giờ đã sớm biến thành năm bước một trạm canh gác mười bước một nhóm đề phòng cẩn mật nhưng dù ở tình huống như vậy vẫn có một người toàn thân bao trong một tấm áo choàng rộng thùng thình cầm trong tay một tấm kim bài nghênh ngang đi qua từng tốp, từng chạm canh gác được bố trí tầng tầng lớp lớp, tiến đến trước một tòa điện âm lãnh ở sâu trong hoàng cung. Thân hình người này cực kỳ cao lớn, nhìn cánh cửa điện âm trầm, người thần bí bỗng nhiên cởi chiếc áo choàng trên người ra, lộ ra một cái chán sáng chói, chính là tên đại hán đầu bóng lưỡng đã chạy khỏi tay Hàn Lập. Hắn lúc này không còn hình dạng yêu mà nữa mà đã khôi phục lại diện mạo ban đầu. Nhưng vẻ mặt tái nhợt thiếu máu, nhìn như là nguyên khí đại thương vậy. Ai, Đại hán đầu bóng lưỡng mới vừa tiến lên hai bước thì một giọng nói vô cùng lạnh lùng từ bên trong cánh cửa truyền ra. Băng yêu, là ta. Đại hán đầu bóng lưỡng không khách khí trả lời, chân không hề ngừng lại, bước thêm vài bước đến trước cửa. Thì ra là thiết la ra ngoài làm nhiệm vụ, nhưng cước bộ như thế nào lại hư phù, trung khí không đủ chẳng lẽ ngươi tự xưng là người pháp khí nan thương, thủy hỏa bất xâm, sao lại bị thế này. Giọng nói lạnh lùng có đôi chút kinh ngạc, nhưng sau đó liền có vẻ hả hê vì tai họa của người khác hừ cái tên gia hỏa lạnh lùng như ngươi thì biết cái gì. Tên gia hỏa lần này ta gặp đúng là một cái gốc giả dạ cứng. Đừng nói là ta, mà cho dù chúng ta hai người cùng sông lên chỉ sợ cũng chẳng có gì tốt. May ta thông minh trước đó đã hóa thành sát yêu, nếu không chỉ sợ ngay cả cái mạng này cũng phải bỏ lại đó rồi đại hán đầu bóng lưỡng cười nói. Vận dụng sát yêu hóa thân, bảo sao mà nguyên khí của ngươi không bị tổn thương đến như vậy. Xem ra không khổ tu nửa tháng thì đừng mong khôi phục bình thường. Tuy nhiên, có thể bức người thành như vậy, đối thủ này thật không đơn giản chút nào. Trước tiên có thể nói cho ta được không? Trong lời của băng yêu lộ ra vẻ tò mò, trước hết đợi ta thỉnh tội với giáo chủ xong rồi sẽ quay lại nói rõ cho người biết. Lần này ngay cả ký danh đệ tử của giáo chủ cũng rơi vào tay đối thủ, còn không biết bị trừng phạt thế nào đây. Đại hán đầu bóng lưỡng mất kiên nhẫn trả lời, lão thiết, người không phải là không biết, chúng ta khác với người khác, có thể nói là đồng tâm dị thể với giáo chủ người sao có thể trừng phạt nặng ngươi chứ nhiều lắm là giáo huấn một trận mà thôi băng yêu ở bên trong không cho là đúng nói lời vừa dứt thì cánh cửa đang đóng chặt vang lên két két rồi mở ra một khung cửa đen ngòm xuất hiện giống như một con yêu thú đang mở rộng miệng nuốt người vậy nhưng đại hán đầu bóng lưỡng vừa thấy thế không hề do dự tiến vào thanh văn và diệp xà đâu đại hán đầu bóng lưỡng vừa vào cửa điện liền lập tức hỏi bóng người áo trắng đang đứng ở một bên cửa đã đến huyết lao luyện công rồi trong này tạm thời chỉ còn có ta mà thôi bóng người áo trắng phiêu hốt không ngừng cả người tản ra bạch khí nhàn nhạt, nhạt khiến người ta không thấy rõ được thân hình và khuôn mặt của hắn hư tên thanh văn đó đã là trúc cơ trung kỳ còn chăm tu luyện như vậy không sợ chân nguyên cắn trả sao nhưng còn tiểu tử diệp xà kia thì chăm chỉ từ khi nào vậy đại hán đầu bóng lưỡng ngạc nhiên nghi hoặc hỏi ngươi nghe xong không cần đố kỵ nha tên diệp xà nói đã cảm ứng có dấu hiệu sắp tiến vào trúc cơ trung kỳ Ai bảo người ta có tư chất trời sinh tốt như vậy, không cần tu luyện đã có thể vượt qua ta và ngươi, có biện pháp gì nữa đây? Băng yêu mặc dù miệng thì khuyên đại hán đầu bóng lưỡng không cần đố kỵ, nhưng trong lời nói của hắn đầy vẻ chua sót. chương 312, bình tĩnh giữ viện binh. Băng yêu, không phải là ngươi thấy người ta không thuận mắt, muốn châm ngòi để ta tìm diệp xà đánh một trận hả đại hán đầu bóng lưỡng chừng mắt, tức giận nói. He he, sao có thể, ngươi không phải muốn đi gặp giáo chủ sao, bây giờ đi là vừa lúc vì giáo chủ còn chưa bắt đầu huyết tế bóng trắng bị đại hán nói chúng tâm sự nên phải chuyển sang chủ đề khác đại hán đầu bóng lưỡng biết rõ đối phương nói lời không thật với lòng cũng chỉ có thể hừ một tiếng rồi bước vào trong bóng tối liên tiếp rẽ mấy rẽ đi qua sáu bảy đình viện đại hán mới đến bên cạnh một hòn giả sơn hẻo lánh rất lớn trên mặt bắt đầu xuất hiện vẻ kính sợ thuộc hạ thiết la bái kiến giáo chủ đại hán khom người lớn tiếng nói thiết la sao lại bị thương giọng nói quan tâm của một trung niên nhân truyền từ hòn giả sơn ra. Nơi mà giáo chủ Hắc Sát giáo bế quan lại ở bên dưới giả sơn, chỉ sợ đám người Hàn Lập vạn vạn lần không thể tưởng tượng được. Đa tạ giáo chủ quan tâm, thuộc hạ chính là thi triển hóa yêu thuật, nên hao tổn một ít nguyên khí. Đại Hán nghe giáo chủ Hắc Sát giáo vừa nói như vậy, vội vàng đáp lại một cách cẩn thận. Đại Hán vừa dứt lời, vị giáo chủ nhất thời không đáp lại, mà sau một lúc lâu mới âm u nói: trong bộ dạng của ngươi thì thấy nhiệm vụ lần này đã thất bại nếu không tên ký danh đệ tử của ta đã cùng ngươi trở về phục mệnh rồi giáo chủ thứ tội thuộc hạ bảo vệ bất lực khiến cho thiếu chủ và vương hộ pháp rơi vào tay đối thủ thuộc hạ cam nguyện bị giáo chủ trừng phạt đại hán cắn răng vẻ mặt xấu hổ nói trừng phạt vì sao phải trừng phạt ngươi một khi ngay cả hóa yêu thuật ngươi cũng đã sử dụng thì rõ ràng là địch nhân lần này quá cường đại không phải do ngươi không nỗ lực chỉ là một tên đệ tử và một gã hộ pháp mà thôi chẳng có gì lớn cả nếu mà ngươi lọt vào tay đối thủ thì ta mới đau đầu đa tạ giáo chủ khoan dung từ nay về sau thuộc hạ nhất định tận lực làm việc giáo chủ sai bảo đền bù lại sai lầm lần này giáo chủ hắc sát giáo rất giỏi lấy lòng người mới nói mấy câu đã khiến tên đại hán rất kích động liền thể hiện sự trung thành ừ tốt lắm tuy nhiên người đem tình huống giao thủ lần này nói ra nghe coi Ta muốn biết là tu sĩ của phái nào lại ra tay nặng như vậy. Giáo chủ hắc sát giáo rất hài lòng với lời đại hán nói, nhưng vẫn có chút cảm thấy hứng thú hỏi đến hàn lập. Tuân mệnh, đại hán vội vàng đáp, tên tu sĩ trúc cơ kỳ muốn bắt lần này có công pháp rất kỳ lạ. Có thể thao túng được cơ quan thú giống như con dối, hơn nữa uy lực lại không nhỏ, lúc ấy. Đại hán từ từ nói, kể lại toàn bộ quá trình giao thủ với hàn lập và khi thấy tình hình không ổn liền tiến hành yêu hóa. Đợi đại hán nói xong hết. Phía dưới hòn giả sơn trở nên yên tĩnh, giáo chủ Hắc Sát giáo dường như đang suy nghĩ cái gì đó. Một lát sau, mới truyền đến giọng nói lạnh lùng, "Tu sĩ này thao túng khôi lỗi, theo như lời ngươi miêu tả thì phải là khôi lỗi thuật của Thiên Trúc giáo, người này có thể là tu sĩ của Thiên Trúc giáo." Một thời gian trước ta thật ra đã nghe người nói qua, có một đám giống như người của Thiên Trúc giáo xuất hiện trong Nguyên Vũ quốc, có thể là một người trong số đó. Tuy nhiên sau khi người Hóa Yêu liền dựa vào trực giác lập tức đào tẩu, lựa chọn như vậy thật sáng suốt nếu không thì đã không thể đứng ở đây nói chuyện với ta. Giáo chủ hắc sát giáo lạnh nhạt nói, không thể nào, cho dù lúc ấy đối phương sử dụng phù bảo nhưng thuộc hạ không tin dựa vào hóa yêu chi thân mà vẫn không thể ngăn cản được. Nếu không phải sau khi hóa yêu không thể khống chế thân thể một cách tự nhiên thì thuộc hạ thật muốn đánh với đối phương, cho dù không phải là đối thủ nhưng hoàn toàn có khả năng lui lại. Đại Hán có chút bất phục nói, thiết la, ta biết người từng tiếp qua phù bảo một lần mà không có việc gì, nhưng uy lực của phù bảo chênh lệch nhau rất lớn. Cho dù là phù bảo do cùng một món đồ pháp bảo luyện chế ra, uy lực cũng không giống nhau. Mà phù bảo này ta chỉ có thể dựa vào hiện tượng khác thường mà phán đoán thì sát yêu hóa thân hiện tại của ngươi bây giờ không thể tiếp nổi một kích của đối phương. Nếu là một ma hóa thân của Thanh Văn thì còn điểm nắm chắc. Giáo chủ hắc sát giáo cười cười ôn hòa, giải thích cho đại hán. Đa tạ giáo chủ chỉ điểm, đại hán trong lòng còn có điểm chưa tin, nhưng ngoài miệng vâng dạ cảm ơn. Giáo chủ, tiếp theo chúng ta phải làm thế nào để đối phó mấy tu sĩ này? Đối phương một khi đã không phải là đệ tử của thất đại phái, thì có cần tứ đại huyết thị chúng ta toàn bộ ra tay, bắt sống những người này đến đây để giáo chủ luyện công? Đại hán mong chờ hỏi, hiển nhiên có ý muốn tìm hàn lập báo thù rửa hận. Không cần, nói hắn là tu sĩ của thiên trúc giáo chỉ là đoán như vậy mà thôi, chứ không hoàn toàn chắc chắn. Nói không chừng còn có trợ thủ, mà ta đang bế quan đến thời điểm mấu chốt, không muốn chiêu chọc đại địch thời gian tới đây phải ước thúc đám giáo đồ trong kinh thành toàn bộ ở lại trong hoàng cung đợi ta công pháp đại thành rồi nói tiếp cho dù không có tu sĩ trúc cơ kỳ tiến hành huyết tế cũng chỉ chậm thêm mấy tháng mà thôi đợi đến lúc đó thì ngoài tu sĩ kết đan kỳ tu tiên giả trúc cơ kỳ sẽ không được ta để vào trong mắt tên giáo chủ khi nói đến đây ngữ khí vốn bình tĩnh cũng tràn ngập một tia hưng phấn suy nghĩ của giáo chủ hắc sát giáo quả nhiên trùng hợp với điều mà hàn lập sở liệu cung trúc giáo chủ công pháp sắp đại thành Thuộc hạ lập tức an bài đệ tử bổn giáo tăng cường đề phòng trong hoàng cung sẽ không để một ai tiến vào quấy rầy giáo chủ. Đại hán hiểu ra lớn tiếng nói: Tốt, người đi xuống an bài đi. Giáo chủ hắc sát giáo nói xong câu này, dường như có vẻ mệt mỏi, liền không thấy có âm thanh nào truyền ra nữa. Vì thế đại hán đầu bóng lướng cung kính lùi lại mấy bước, rồi mới xoay người bước đi. Nơi đây lại trở thành một góc bình thường, không ai để ý đến của lãnh cung. Thời gian trôi qua rất nhanh. Từ lúc Hàn Lập đưa tin tình báo mình biết được ra ngoài đã hơn nửa tháng trôi qua. Trong thời gian này, Hắc Sát Giáo và Hàn Lập không hẹn mà cùng co rút lại. Người của Hắc Sát Giáo không có huy động người điều tra nơi Hàn Lập ẩn thân ở khắp nơi. Mà Hàn Lập cũng không dám mạo hiểm lẻn vào hoàng thành đại nội, đều cố gắng khắc chế, dường như việc xảy ra giữa hai bên chưa bao giờ phát sinh vậy. Mà người ma đạo theo lý thuyết nên sớm hiện thân, không biết vì sao mà một chút tin tức liên quan cũng không có, điều này làm Hàn Lập thở dài một hơi nhẹ nhõm hắn sợ nhất là người hắc sát giáo cấu kết với ma đạo. Cục diện ác liệt đồng loạt xuất hiện, cuối cùng lại không có xảy ra, khiến cho Hàn Lập không khỏi thầm cảm thấy may mắn. Theo tính toán của Hàn Lập, Lý Hóa Nguyên cho dù phái người đến, nhanh nhất cũng phải trên dưới 10 ngày nữa, cho nên hắn cũng không vội vàng mỗi ngày đều tu luyện, không ra ngoài tùy tiện. Tần ngôn được Hàn Lập ám chỉ, gần đây cũng từ chối các thiếp mời ra bên ngoài, chuyên tâm ở tại trong phủ, hưởng hạnh phúc gia đình. Nhưng sáng sớm hôm nay khi Hàn Lập đang ngồi trên giường luyện khí thì hai mắt đang nhắm lại đột nhiên mở ra, xuất hiện một đạo hàn quang. Là vị đạo hữu nào đến chơi, không cần ẩn ẩn núp núp làm gì, hiện thân đi. Hàn Lập lạnh giọng nói, vỗ vào túi chư vật ở bên hông, lập tức Bạch Luân Thuẫn lơ lửng trong không trung che trước mặt mình, đồng thời trong tay cũng cầm lấy hỏa vân phù, bộ dáng như lâm đại địch. Khiến cho Hàn Lập nghiêm trọng như vậy, tất cả đều là vì hắn kinh hãi cảm ứng được bên ngoài một lúc có đến ba bốn tu sĩ trúc cơ kỳ đang lén lút ngoài cửa. Mặc dù bọn họ đều dùng pháp thuật ẩn giấu khí thức, nhưng Hàn Lập đã tu luyện vô danh khẩu quyết nên vẫn cảm ứng được sự tồn tại của bọn họ. Hắn khiếp sợ thầm nhủ, hay là tứ đại huyết thị của hắc sát giáo cùng đến. Ý nghĩ đó vừa hiện lên trong đầu, Hàn Lập kêu khổ không thôi, lập tức có ý định chạy trốn. Còn người của Tần Phủ và Mông Sơn Tứ Hiếu, Hàn Lập chỉ có thể mặc kệ, cầu phúc cho bọn họ mà thôi hàn lập suy nghĩ miên man nhưng bên ngoài lại không xảy ra trường hợp pháp khí đạo thuật điên cuồng tập kích như hắn tưởng tượng ngược lại truyền đến một tiếng cười trong trẻo ha ha thế nào ta đã nói với mấy người là không thể gạt được tai mắt của tiểu sư đệ mà tiểu sư đệ đã tiến vào cảnh giới trúc cơ trung kỳ bản lãnh đó của các ngươi đừng có mà thi triển trước mặt hàn sư đệ giọng nói này hàn lập rất quen tai trong lòng vừa động liền nói lớn chẳng lẽ là tống sư huynh đến sư đệ vấn an sư huynh trong lời nói của hàn lập tràn đầy vui mừng và kinh ngạc sư đệ người đoán không sai à nghe chủ nhân của thanh âm đó vừa nói xong liền nghênh ngang đẩy cửa tiến vào phòng hàn lập đúng là tứ sư huynh tống mông phía sau hắn còn có hai nam một nữ trừ một nam tử trẻ tuổi khuôn mặt tuấn mỹ vênh mặt thì đôi nam nữ còn lại đang mỉm cười nhìn hàn lập nam tử có khuôn mặt nho nhã mỉm cười nói bát sư đệ ta ở chỗ sư phụ đã sớm nghe nói đến tên của ngươi đáng tiếc là ta và thất sư muội vẫn chưa có duyên gặp ngươi. Hôm nay cuối cùng cũng đã được nhìn thấy, tuy nhiên nhanh như vậy mà ngươi đã tiến đến cảnh giới trúc cơ trung kỳ, ha ha, thật sự là chẳng biết nói gì nữa. Nữ tử xinh đẹp Việt Trần đứng sóng vai cùng hắn nghe nói thế, cũng che miệng cười khẽ, một đôi mắt sáng tỏ mò đánh giá Hàn Lập. Hàn Lập nghe nói thế, lại nhìn khuôn mặt của hai người này, sao lại không rõ hai vị này là ai chứ? Lúc này vội vàng đứng dậy xuống giường, vẻ mặt cung kính nói là Tam sư huynh và Thất sư tỷ. Sư đệ đã sớm nghe nói đến đại danh của sư huynh và sư tỷ, nhưng thật có lỗi khi chưa ra mắt. Còn về tu vi, sư huynh không phải sớm đã đạt đến trúc cơ trung kỳ sao, tu vi của đệ thì có gì đáng nói. Trong lời nói của Hàn Lập tràn đầy thành ý, để lại ấn tượng khá tốt với vị Tam sư huynh này. Chương 313: Quyết định. Khi Hàn Lập quay đầu lại, cũng khách khí nói với thanh niên Tuấn Mỹ. Lục sư huynh cũng đến đây, vì chuyện của tiểu đệ thật sự là phiền toái cho sư huynh. Vũ Huyễn lạnh nhạt ừ một tiếng, không nói gì. Hàn Lập cười cười, thực ra ngoài mặt không biểu hiện gì khác thường. Nhưng hắn rất rõ, từ sau chuyện của Đồng Huyên Nhi, vị lục sư huynh này rõ ràng nhìn mình không thuận mắt. Chẳng qua Hàn Lập sao lại để ý đến người này, tiểu nhân thật sự còn dễ đối phó hơn những tên ngụy quân tử nhiều. Nhưng trong mắt lục sư huynh vẫn nhìn ra một tia khiếp sợ. Dù sao lần trước khi Hàn Lập gặp hắn thì còn là chúc cơ sơ kỳ hôm nay mới một thời gian ngắn không gặp hàn lập đã tiến đến trúc cơ trung kỳ điều này làm cho vũ huyễn vẫn còn đang ở trúc cơ sơ kỳ kinh ngạc và ghen tị xin mời mấy vị sư huynh vào ta trước hết đi lấy trà ngon hàn lập mời bốn người này vào phòng mỉm cười nói sau đó xoay người bước đi uống trà có gì phải gấp trước tiên nói một chút hắc sát giáo rốt cuộc có cao thủ gì đi ta sớm đã muốn cùng một ít tu sĩ trúc cơ kỳ chân chính đại chiến một trận Đáng tiếc khi ở bên cạnh sư phụ thì lão nhân ra người tuyệt đối không cho phép ta giống như bát sư đệ, có thể tự do giết chết đám tu sĩ của ma đạo. Nếu không ta không biết chừng cũng có thể giống như hàn sư đệ, trong chém giết mà tăng lên cảnh giới tống mông sau khi tiến vào trong phòng và ngồi xuống cùng mấy người kia, không đè nén được nỗi tò mò và khó chịu trong lòng, nên vội vàng nói. Vị tứ sư huynh này bình thường đối với người ngoài rất lạnh lùng, nhưng đề cập đến chiến đấu chém giết lập tức như thay đổi thành một người khác, trở nên rất hưng phấn. Nói bậy, cảnh giới tăng lên có nghe nói là dựa vào việc chém giết tranh cường với người mà được đâu. Quan trọng nhất chính là phải dựa vào tu vi của bản thân, Hàn sư đệ sở dĩ tu vi tăng mạnh cũng là bình thường luôn luôn khổ tu mới có thể thành công như vậy. Tam sư huynh Lưu Tĩnh nghe Tống Mông nói thế liền không khỏi nghiêm mặt mắng Tống Mông. Nghe xong lời đó, Hàn Lập cảm thấy kinh ngạc, không ngờ rằng vị tam sư huynh này lại nói chuyện không lưu tình như vậy. Nghĩ đến với tính cách của Tống Mông, còn không lập tức nhảy dựng lên nói lại mới lạ. Nhưng làm Hàn Lập trợn mắt há mồm chính là tứ sư huynh của hắn chỉ cười ngây ngô vài tiếng, rồi không nói lời nào. Khi Hàn Lập đang sợ hãi than thở trong lòng thì vị tam sư huynh bỗng quay đầu lại, vẻ mặt ôn hòa nói với Hàn Lập. Lần này chúng ta từ sư phụ biết qua một chút sự tình, nhưng thời gian trôi qua thì tin tức đó sẽ có thay đổi. Hy vọng Hàn sư đệ có thể kể lại một phần cho chúng ta rõ không? Phải đó, ta cũng rất tò mò. Tà giáo này rốt cuộc là những người gì mà dám bắt cóc nhiều tu sĩ đến như vậy, lá gan thật là lớn. Thất sư tỷ trung vệ nương nhìn thì thấy cũng không lớn hơn hàn lập mấy tuổi, khuôn mặt tròn trịa, trắng ngần, lúc cười rô lên còn lộ ra hai lúm đồng tiền lờ mờ, làm người ta rất yêu mến. Chẳng qua trong lòng hàn lập hiểu rất rõ, vị trung sư tỷ này đích thực là thiên tài tu luyện, nghe nói năm 16 tuổi đã thành công đạt đến trúc cơ kỳ, hôm nay chỉ còn một bước nữa là đạt đến trúc cơ trung kỳ, rất được vợ chồng lý hóa nguyên sủng ái. Hàn Lập vừa nghĩ, vừa thở dài, chậm rãi nói: "Trung sư tỷ có điều không biết, Hắc Sát giáo bắt cóc nhiều người như vậy, thật ra hơn phân nửa chỉ dùng để huyết tế luyện công, số ít bị ép buộc trở thành đám người ô hợp làm bậy. Bọn họ vốn chính là một đám tà tu xấu xa, lá gan đương nhiên rất lớn. Hơn nữa trải qua nhiều năm phát triển nên cao thủ trúc cơ kỳ trong giáo bọn họ cũng có không ít, ra tay cực kỳ độc ác. Huyết tế chính là tà công hấp thu tinh huyết tu vi của tu sĩ khác để đề cao tu vi của mình." Vũ Huyễn nghe Hàn Lập nói thế không còn vẻ mặt như lúc trước, biến sắc nói. Đám người tống mông cũng kinh sợ, bát sư đệ, có lầm không vậy, đúng là huyết tinh công pháp sao. Trên khuôn mặt nho nhã của Lưu Tĩnh bao phủ một tầng sát khí, lờ mờ hiện ra một cỗ thanh quang làm người ta sợ hãi. Hàn Lập thấy vậy, trong lòng dùng mình, hắn sớm đã nghe nói vị tam sư huynh này mặc dù tu vi không phải là cao nhất trong số đệ tử của Lý Hóa Nguyên, nhưng trời sinh ghét ác như cừu, được mệnh danh là huyết thủ sát tinh trong những người đồng lứa của Thất Đại phái. Đám tu tiên giả bại hoại chết trong tay hắn nhiều không đếm nổi, đây cũng là điều khiến cho Tống Mông rất kính sợ hắn. Không sai, chính là loại công pháp đã được lưu truyền nhiều năm đó. Hàn Lập tự nhiên sẽ không giấu giếm cho Hắc Sát giáo điều gì, gật đầu khẳng định nói. Hàn sư đệ, đem những chuyện đã trải qua nói cho mọi người nghe. Vị Lưu sư huynh trịnh trọng nói với Hàn Lập, chuyện là thế này. Lúc trước khi ta và người đứng đầu của tần gia đến phủ Hinh Vương dự yến. Hàn Lập đem những chuyện ở Hinh Vương phủ nói ra, nhưng khi đề cập những nội dung bí ẩn của mình, tự nhiên hắn lướt qua rất nhanh. Nhưng Hàn Lập không ngờ rằng, vị tam sư huynh này thật sự không dễ lừa gạt. Hắn vài lần chặn ngang lời Hàn Lập, cẩn thận hỏi rõ những chi tiết trong đó, thiếu chút nữa khiến Hàn Lập không thể giấu giếm, bị hỏi toát cả mồ hôi hột. Hàn Lập lần đầu tiên nghĩ đến nói dối không phải là một chuyện dễ dàng và thoải mái. Đến khi Lưu Tĩnh hỏi rõ hết mọi chuyện thì ba người bên cạnh nghe thấy cũng hơi biến sắc. Một hắc sát giáo nho nhỏ, thế nhưng có đến bốn vị huyết thị trúc cơ kỳ. Đừng nói đến vài vị đàn chủ có tu vi không kém hơn là mấy, cùng với vị giáo chủ cao thâm khó lường kia. Bằng mấy người bọn họ thật đúng là không thể giải quyết nổi đối phương. Hơn nữa càng phiền toái hơn là hang ổ của đối phương lại ở trong hoàng cung đại nội của Việt Kinh, đây chính là cấm địa đối với đệ tử thất đại phái. Lưu Sư Huynh, có phải nên hỏi ý sư phụ một chút, sau đó hướng sư môn gọi thêm người đến. Chỉ bằng chúng ta sợ rất khó bắt được tên giáo chủ hắc sát giáo kia. Vũ huyễn trù trừ một lát, rồi trần trừ nói. Hiển nhiên hắn không muốn xúc phạm đến lệnh cấm của thất đại phái, cũng không xem trọng thực lực phía mình. Sao, lục sư để sợ hãi ư? Lưu tính vừa nghe vũ huyễn nói thế, mày kiếm dựng lên, bất mãn nói. Đương nhiên không phải, đệ chỉ cảm thấy làm như vậy sẽ ổn hơn một ít mà thôi dù sao những người này như lời hàn sư đệ nói thì sẽ không chạy ngay lập tức hay là hỏi xem quan điểm của sư phụ là như thế nào dường như hay hơn vũ huyễn đương nhiên không muốn thừa nhận điều này trước mặt mọi người vội vàng giải thích ồ cái này rất tốt đó là vì huynh lo lắng quá nhiều mà thôi tuy nhiên vũ sư đệ không cần lo lắng về vấn đề của bề trên khi ta đi sư phụ đã từng dặn dò qua ở nam ô thành gần việt kinh có vài ký danh đệ tử của huy minh sư bá đang xử lý một ít sự vụ của sư môn nếu chúng ta gặp khó khăn có thể tìm bọn họ giúp đỡ dựa vào giao tình giữa sư phụ và huy minh sư bá bọn họ nhất định sẽ ra tay giúp đỡ cho nên việc xông vào hoàng cung xúc phạm đến lệnh cấm của thất đại phái một khi đã biết đó là nơi đám ô hợp ẩn núp lưu mỗ sao có thể buông tay không hỏi đến được chứ mọi người cứ xuất thủ với ta là được nếu bề trên có trách tội sẽ do lưu tĩnh ta một mình gánh chịu hắn lạnh lùng nói mọi người nghe vậy đều đưa mắt nhìn nhau mà vị thất sư tỷ trung vệ nương kia thì lại nhìn lưu tĩnh với ánh mắt mê say hiển nhiên đã trung tình với vị tam sư huynh lâu rồi được một khi tam sư huynh đã nói như vậy vậy sư đệ ta sẽ không thể nào bỏ qua việc này cùng sóng vai nhau trong trận chiến này tống mông dường như bị những lời của lưu sư huynh kích động hưng phấn nói ta cũng sẽ không rời khỏi sư huynh nhất định cùng sư huynh xông vào hoàng thành trung vệ nương chợt tỉnh ra liên thanh nói lưu tĩnh nghe thấy hai người nói như vậy liền cười cười hòa nhã cảm tạ rồi quay đầu hỏi hàn lập và vũ huyễn không biết hai vị sư đệ định thế nào nếu nghĩ biện pháp của sư huynh không ổn không muốn tham gia việc này sư huynh cũng tuyệt đối không miễn cưỡng những lời này của đối phương vừa nói ra khi hàn lập đang cân nhắc lợi hại thì trên mặt vũ Huyến kia lại lúc trắng lúc đỏ cắn răng nói trừ phi chính miệng sư phụ nói như vậy nếu không ta sẽ không biết rõ mà cố tình vi phạm cấm lệnh sư phụ nếu thực sự muốn tiến vào hoàng cung ta sẽ không có ý kiến nhưng nhất định phải hỏi ý của lão nhân ra trước mới được hắn đưa ra lý do đích xác cực kỳ có lý ngươi sao nghe xong những lời này trung vệ nương tức giận đầy ngực vốn muốn nói gì đó thì bị lời của lưu tĩnh chặn ngang lục sư đệ nói cũng có lý đồng loạt theo ta xông vào hoàng thành đích thật là sự viết không tốt việc rời khỏi chúng ta cũng không nên trách cứ vị tam sư huynh cực kỳ bình tĩnh nói vậy hàn sư đệ nghĩ như thế nào hay là cũng muốn học theo hắn dù sao ngươi cũng là tu sĩ trúc cơ trung kỳ, sẽ không nhát gan như vậy chứ. Trung vệ nương vì muốn có thêm trợ lực cho người trong lòng của mình nên không ngại sử dụng cách khích tướng thô thiển như vậy, khiến hắn nghe thấy trong lòng không khỏi xem thường. Hàn lập không có lập tức trả lời, mà là cúi đầu suy nghĩ. Vị lưu sư huynh rất có thiện cảm với Hàn lập nên không thúc giục hắn một câu, chỉ lặng lặng ngồi chờ đợi quyết định của hắn. Được, ta đi, việc này vốn là do ta gây ra, nói thế nào cũng không thể không đi. Hơn nữa ta cũng rất muốn kiến thức một chút vị giáo chủ hắc sát giáo thần bí kia. Sau nửa ngày, Hàn Lập ngẩng đầu lên, nhoẻn miệng cười, nhẹ nhàng nói. mười 314, Hội Hòa, lời Hàn Lập vừa ra khỏi miêng đã làm cho trung vệ nương mặt mày hớn hở, không ngồi im một chỗ được, cả lưu tính cũng lộ ra vẻ vui mừng. Còn Tống Mông thì tiến lên vỗ mạnh vào hai bả vai Hàn Lập, miệng mở to nói. Ta quả nhiên không nhìn lầm người, nếu tiểu tử ngươi mà không muốn đi, Tống Mỗ sẽ tuyệt giao với ngươi tuy nhiên ta đã biết Hàn Sư Đệ là người can đảm và chính trực. Nói xong những lời đó, Tống Mông lạnh lùng chừng mắt liếc nhìn Vũ Huyền, xem ra tình huynh đệ đối với Vũ Huyền không được tốt lắm. Vũ Huyền nhìn thấy thế hừ một tiếng, nói, một khi đã như vậy thì ta sẽ tìm một nơi khác thu xếp ổn thỏa, không quấy rầy đại sự của các ngươi. Những việc ở đây ta sẽ kể lại toàn bộ cho sư phụ, hy vọng người sẽ không trách tội các ngươi. Nói xong lời này, mặt Vũ Huyền không chút thay đổi đi ra khỏi phòng, trực tiếp ngự khí bay ra khỏi tần phủ. Lục sư huynh thực tế quá, Lâm Trận lùi bước, uổng thay cho người sư huynh như hắn. Trung vệ nương rất bất mãn nói: "Tính làm gì, mỗi người có chí hướng riêng, không thể cưỡng cầu. Tiếp theo nên sớm an bài kế hoạch, càng sớm hành động thì càng chắc chắn hơn. Dù sao không ai biết tên giáo chủ hắc sát giáo có thể xuất quan trước hay không." Lưu Tĩnh trịnh trọng nói: "Sư huynh nhiều kinh nghiệm tiêu diệt đám tu sĩ bại hoại như vậy, người nên an bài đi, nói thế nào thì chúng ta làm thế đó. dù sao đến lúc đó ta chỉ phụ trách chém giết là được. trong mắt tống mông hiện ra vẻ hưng phấn nói, tống sư đệ, ngươi lưu tĩnh giờ khóc dở cười không nói gì, bộ dáng không biết làm gì với tống mông. hai mắt trung vệ nương nhíu lại thành hình trăng lưỡi liềm, cười ngọt ngào. mà hàn lập thì chỉ mỉm cười không nói. thất sư muội, muội quen với trần sư muội đệ tử của huy minh sư bá, muội ấy lần này đang ở nam ô thành do muội đi nhờ hỗ trợ sẽ dễ nói hơn một chút. Lưu Tĩnh khôi phục lại vẻ mặt bình thường, bình tĩnh nói với Trung Vệ Nương. Trần Sư muội cũng ở đây sao? Muội đã một thời gian không gặp, tuy nhiên giao tình giữa ta và muội ấy cũng tốt, chuyện hỗ trợ sẽ không có vấn đề gì. Nàng nghe vậy, rất tự tin nói. Hàn Lập nghe thấy mấy chữ Trần Sư muội thì trong lòng dùng mình, ngạc nhiên thầm nghĩ. Sẽ không trùng hợp đến vậy chứ? Chẳng lẽ là người đó sao? Lúc Hàn Lập đang hồ nghi, thì bên tai truyền đến lời nói của Lưu Tĩnh đối với hắn. Hàn sư đệ, mấy người chúng ta chỉ sợ phải ở lại tần phủ một thời gian dài, cần đệ báo với người của tần ra một chút, an bài nơi ở và chỗ tĩnh tu cho chúng ta. Vị tam sư huynh này cẩn thận nói, Hàn lập tự nhiên sẽ lập tức đáp ứng, đệ làm gì, tống mông nhịn không được hỏi, có vẻ như không nhịn được. để chịu khó ở lại tần phủ, để phòng người của hắc sát giáo đột nhiên tập kích. Ta thì phải ra đường xem người của hắc sát giáo có động tính gì không, Hàn sư đệ đã đối mặt với bọn hắn, tự nhiên không tiện lộ mặt lần nữa. Lưu tĩnh nhàn nhạt nói, biết, vừa nghe thấy lời đó, tống mông chẳng có chút tinh thần gì nữa, hờ hững đáp. Những ngày tiếp theo rất yên tĩnh, ngoại trừ trung vệ nương đã sớm đến Nam Âu thành cầu viện, thì những người còn lại đều lưu lại trong tần phủ tu thân luyện khí. Mà vị tam sư huynh lưu tĩnh thì đúng như lời nói ra ngoài vài lần, nhưng không tìm được tin tức có tác dụng gì cả. Dường như tất cả đệ tử của hắc sát giáo đều ẩn đi vậy. Mà Vũ Huyền thì đến ở trong một khách điếm của Việt Kinh, nghe nói đã viết một bức thư cho Lý Hóa Nguyên, rút cuộc bên trong nói gì thì không ai biết. Tuy nhiên sau đó hắn liền nhàn nhã du ngoạn ở các nơi phồn hoa náo nhiệt của Việt Kinh, không có chút nào nghĩ đến Tần Phủ. Nam ô thành cách Việt Kinh không quá xa, nên trung vệ nương rời đi có ba ngày thì đã mang về ba nam hai nữ. Trong đó có một nữ tử xinh đẹp lạnh lùng, đúng là Trần Sảo Thiến mà Hàn Lập đã biết. Điều này khiến cho hắn cảm thấy có chút bất an trong lòng. Trần Sảo Thiến nhìn thấy Hàn Lập cũng hơi lộ ra vẻ kinh ngạc nhưng không nói gì. Hàn Lập đối với nàng mà nói cũng không có gì lạ lắm, cho dù giữa hai người còn chưa nói với nhau một câu nào. Ba nam một nữ còn lại là đồng môn của Trần Sảo Thiến. Hai người là Trúc Cơ Trung Kỳ, hai người là Trúc Cơ Sơ Kỳ, hơn nữa vừa nhìn thấy Lưu Tĩnh thì rất nhiệt tình, xem ra đều đã biết nhau. Trung vệ nương giới thiệu một chút người sư đệ mới Hàn Lập với mấy người này. Kết quả vừa nghe thấy tên của Hàn Lập thì ngoại trừ Trần Sảo Thiến thì mấy người còn lại đều giật mình. Người chính là Hàn Sư Đệ, quả thực tuổi không lớn. Tuy nhiên mấy người chúng ta sớm đã nghe nói đến đại danh của Hàn Sư Đệ, một người ở biên giới giết chết hơn 10 vị tu sĩ mà đạo trúc cơ kỳ, thật sự rất đáng sợ a. À. Một vị sư tỷ đồng môn của Trần Sảo Thiến thản nhiên cười cười nói. Vị nữ tử xinh đẹp khoảng 27, 28 tuổi này rất khâm phục Hàn Lập. Những lời này vừa nói ra, khiến cho Lưu Tĩnh và Trung Vệ Nương lắp bắp kinh hãi. Hai người bọn họ trước kia có nhiệm vụ khác ở bên ngoài, nên không tham gia đợt đại chiến thứ hai giữa thất đại phái và ma đạo, nên không biết được kỳ tích vĩ đại của Hàn Lập. Hôm nay, nghe mấy người quen thuộc này nói như vậy, cảm thấy rất kinh hãi. Phải biết rằng vị tam sư huynh này mặc dù đánh chết vô số tu tiên giả bại hoại, nhưng tu sĩ trúc cơ kỳ thì chỉ có vài ba người đếm được trên đầu ngón tay mà thôi, mỗi lần đều là phải khổ chiến mới giành được thắng lợi. Mà kỳ tích vĩ đại đánh chết hơn 10 tên tu sĩ trúc cơ kỳ của Hàn Lập, khiến hai người bọn họ khiếp sợ, không khỏi quay lại dò xét vị Hàn sư đệ bình thường kia, nhìn hắn bằng cặp mắt khác xưa rất nhiều. Tứ sư huynh, chúng ta không biết chuyện của Hàn sư đệ, huynh nên nói ra rõ ràng mới phải, sao lại không kể cho ta nghe. Trung vệ nương sau lúc giật mình đột nhiên nhớ đến cái gì đó, lập tức lớn tiếng hỏi tống mông đang đứng một bên cười trộm, ra vẻ trách tội. Tiểu sư muội, muội không có hỏi qua việc này a. À? chỉ hỏi về tu vi công pháp của hàn sư đệ mà thôi ta còn tưởng rằng sư muội sớm đã biết rồi chứ tống mông dương dương đắc y nói hắn sớm đã nghĩ sẽ thấy được vẻ giật mình của hai vị đồng môn khi biết chuyện này hôm nay quả nhiên làm hắn mở rộng tầm mắt lời nói bao biện này trung vệ nương sao không hiểu chứ hung hăng chừng mắt nhìn đối phương một cái có vẻ chưa muốn bỏ qua thì lưu tĩnh đã cười lớn nói tốt không ngờ rằng hàn sư đệ lại khá như vậy thế này thì việc đối phó tên giáo chủ hắc sát giáo càng thêm nắm chắc lúc hắn nói vậy thì trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng nhưng hàn lập lại cảm thấy lạnh cả sống lưng rất là bất an không khỏi thầm nghĩ vị tam sư huynh này sẽ không để hắn một mình đấu với giáo chủ hắc sát giáo chứ ý niệm buồn cười này vừa hiện ra trong đầu thì đã bị hàn lập tự diếu một chút quăng ra khỏi đầu tiếp theo liền đón tiếp mấy người trần sư muội mặc dù tu vi đến trình độ của bọn họ có thể thời gian dài không cần ăn nhưng một khi đã vào thế tục Đương nhiên phải nhập ra tùy tục thưởng thức một phen, thỏa mãn cái miệng. Sau khi dùng cơm, Hàn Lập kêu hạ nhân của Tần phủ dọn dẹp yến tiệc, mọi người bắt đầu thương lượng việc đối phó với hắc sát giáo và xông vào hoàng thành. Lưu Kính lúc này nói rõ tình nguyện một mình gánh chịu hậu quả vi phạm cấm lệnh của Thất Đại phái, cho nên đã làm cho đám người Trần sư muội không còn e ngại trong lòng nữa, đáp ứng cùng nhau hành động. Bởi vì từ tin tức tình báo mà Hàn Lập có được thì thấy bây giờ trong hoàng cung ngoại trừ tứ đại huyết thị gia thì đám cao thủ cấp đàn chủ đều đang ở các nơi trong việt quốc chủ trì giáo vụ đồng loạt xuất hiện ở trong hoàng cung là rất thấp cho nên lưu kính cho rằng dựa vào mấy người bọn họ đã thừa để đối phó với người của hắc sát giáo nên sớm ra tay với thủ đoạn xét đánh không kịp bưng tay để tránh đêm dài lắm mộng những người khác nghe xong cũng thấy có lý liền chuẩn bị đợi đám người trần sư muội thu xếp xong rồi đợi đến đêm ngày mai thừa lúc phạm nhân trong hoàng thành ngủ say sẽ lẻn vào trong hoàng cung đại nội ra tay trừ ta. Hàn Lập đứng bên mỉm cười nhìn bộ dạng càng nói càng hưng phấn của người khác, nhưng trong lòng không khỏi cười lạnh. mấy người này thật đúng là nghĩ người của hắc sát giáo là bùn đất đối phó dễ vậy sao? đợi sau khi đại chiến chấm dứt, những người nói chuyện trong này không biết còn lại bao nhiêu. nếu không phải từ trong miệng tiểu vương ra biết được một bí mật có thể có tác dụng rất lớn đối với việc kết đan sau này của hắn, thì hắn sẽ không hề mạo hiểm xông vào hoàng cung làm gì. Người khác tu luyện huyết tế tà công có quan hệ gì với hắn, hắn chỉ cần đem tin tức này truyền ra ngoài thì sẽ có những gia tộc và bằng hữu của người bị hại đến báo thù. Đối với việc trừ gian diệt ác, duy trì chính nghĩa, Hàn Lập luôn tự lượng sức mà làm. Nếu không có gì mạo hiểm, không cần tiêu phí quá nhiều tinh lực, hắn sẽ rất vui vẻ giải quyết. Nhưng nếu đối thủ quá mạnh, lại chẳng có quan hệ gì với mình, thì hắn không muốn dùng mạng nhỏ của mình đi quản đến việc nhàn rỗi của người khác, đó là một việc chẳng khôn ngoan gì. Tên lục sư Huynh Vũ Huyền kia mặc dù thoạt nhìn thì thật đáng ghét, nhưng không thể không phủ nhận là sớm biết cách tránh khỏi chuyện này, đúng là một người biết bảo vệ mình. Nếu không, sau một phen nhiệt huyết dâng trào, thì sẽ gặp nguy hiểm bị hồn phi phách tán. Hàn lập lần này chính là mạo hiểm đáp ứng cùng xông vào hang ổ của đám hắc sát giáo với những người này, đúng là đã phản lại nguyên tắc lập thân bảo mệnh của mình, nhưng hắn cho rằng đáng giá mạo hiểm một lần, bởi vì linh căn của Hàn lập thật sự quá kém, chỉ cần có thể tăng khả năng kết đan lên vài phần hắn đều sẽ không dễ dàng buông tha. Huống hồ, hắn vẫn có vài phần nắm chắc khi có thể toàn thân lui ra. Vì thế Hàn Lập còn đặc biệt chuẩn bị một đòn sát thủ, đảm bảo mình không bị làm sao. Nếu không với tính cách cẩn thận như hắn, không thể nào vô duyên vô cớ đáp ứng chuyện này. Chương 315, hậu thủ hoài nghi. Buổi tối yên tĩnh, Hàn Lập lặng lẽ ra khỏi phòng, không hề chào hỏi ai, liền một mình ngự khí bay về phía hoàng thành. Hàn Lập đứng trên thần phong chu Nhìn cánh cửa hoàng thành khổng lồ tối đen như con quái vật trước mặt, mỉm cười rồi trực tiếp bay qua. Đối với Hàn Lập mà nói, cấm lệnh của thất đại phái không cho bất cứ đệ tử nào tiến vào hoàng thành mà nói hắn căn bản không coi vào đâu. Chỉ có điều lệ có lợi đối với hắn thì hắn mới tuân theo, nếu không bằng một câu nói đã muốn hạn chế tay chân của hắn, quả thực là quá hoang đường. Hàn Lập từ trước đến nay không phải là một tên mù quáng nghe theo. Khi Hàn Lập cười lạnh trong lòng thì người đã bay lên cao hơn trăm trượng ở trên bầu trời hoàng cung. Dựa vào màn đêm tăm tối, Hàn Lập không một tiếng động đánh giá xung quanh, ánh mắt quét về phía khuất lấp vắng vẻ. Bỗng nhiên mắt hắn sáng rực lên, liền bay về phía ngự hoa viên mọc đầy trúc xanh. Đứng ở phía trên của rừng trúc, Hàn Lập cẩn thận quan sát khắp nơi, sau đó mới thu liễm linh khí trên người, từ từ hạ xuống. Hắn rất rõ ràng, mặc dù người của hắc sát giáo khống chế cả hoàng cung, nhưng không thể nào ở đâu cũng để người theo dõi. Hơn nữa cho dù có nhiều chỗ gác như vậy, hắn dựa vào khẩu quyết vô danh đã đến mức đại thành này cũng không sợ người của hắc sát giáo có thể phát hiện ra. Huống chi từ trong miệng tên tiểu vương ra hắn đã sớm biết rõ mọi tình hình, vị trí bố trí các trạm gác bình thường của hắc sát giáo rồi. Cho dù bây giờ có thay đổi, chỉ cần không xông loạn vào một vài nơi quan trọng để phòng nghiêm ngặt, thì Hàn Lập rất yên tâm. Mà nơi đây chính là một góc thuộc hoàng cung bị người ta bỏ quên. Chẳng những trong rừng trúc đầy cành khô lá mục, mờ nhà tản ra mùi hư thối, hơn nữa cành lá không có ai chăm sóc, nên cực kỳ rậm rạp. Nhìn thấy diện tích rừng trúc cơ rộng hơn một mẫu, Hàn Lập lộ ra vẻ hài lòng. Ngón tay của hắn bắt thủ ấn, thi triển một mảnh cách âm kết giới, bao phủ cả rừng trúc vào bên trong. Sau đó vẻ mặt trịnh trọng lấy một lá trận kỳ cùng trận bàn trong túi chữ vật ra, chính là điên đảo ngũ hành trận đã cải biến mà Tề Vân Tiêu tặng cho hắn. Có điên đảo ngũ hành trận này, thì dù cho tên giáo chủ hắc sát giáo có lợi hại hơn nữa, cũng có thể cam đoan bất bại. Hàn Lập nhìn bộ pháp khí trong tay, lầm bầm tự nói. Sau đó hắn tập trung tinh thần, cất bước đi vào trong rừng trúc tối đen. Sau hai canh giờ, Hàn Lập với khuôn mặt mỏi mệt từ từ đi ra. Bởi vì thời gian quá gấp nên chỉ có thể bố trí xong một bộ phận nhỏ, nhưng vậy là đủ rồi. Hàn Lập quan sát bốn phía, thấy không có ai đến đây, lúc này mới yên tâm thu hồi lại cách âm kết giới, thả ra thần phong chu, ngự khí mà đi. Quá trình Hàn Lập một thân một mình xâm nhập Hoàng Cung bố trí đại trận, không một tiếng động, cũng không làm một tên hắc sát giáo nào kinh động cả. Tứ đại huyết thị theo phân phó của giáo chủ hắc sát giáo mặc dù rất là cảnh giác, nhưng theo như Hàn Lập suy nghĩ, bọn họ chỉ bố trí canh phòng trùng trùng điệp điệp ở lãnh cung nơi giáo chủ hắc sát giáo bế quan mà thôi. Còn những nơi khác thì lơi lỏng hơn trước rất nhiều. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Hàn Lập dễ dàng ra vào như vậy. Khi bay về đến tần phủ thì trời vẫn chưa sáng. Hàn Lập rõ ràng cũng không ngủ, ngồi xuống dưỡng thần trên giường chờ bình minh. Đợi đến sáng, hắn niềm nhiên như không có việc gì tiêu sái bước ra khỏi phòng cùng với mấy người khác tập trung trong một gian đại sảnh cười nói như thường nghị luận về trận đại chiến sắp diễn ra nhưng không hề nhắc đến niên đảo ngũ hành trận trong lòng hàn lập chiêu giữ mạng này càng ít người biết càng tốt nếu như không dùng trận này mà thắng lợi thì hắn càng vui mừng hơn điên đảo ngũ hành trận vẫn có thể trở thành đòn sát thủ của hắn đám đồng môn hoàng phong cốc lưu tĩnh đương nhiên không biết suy nghĩ của hàn lập nhưng vừa nói đại chiến tối nay thì mỗi người đều lộ ra vẻ mặt mong chờ, cùng chút hưng phấn. Trong bọn họ ngoại trừ hai ba người như Lưu Tĩnh ra thì hầu hết đều không có kinh nghiệm giao thủ với tu sĩ Trúc Cơ Kỳ. Điều này cũng là nguyên nhân quan trọng mà Hàn Lập không đánh giá cao hành động lần này. Hàn Lập luôn luôn cho rằng, tu sĩ không dùng máu tẩy lễ thì cho dù tu vi cao đến đâu, lúc đối mặt với đối thủ giàu kinh nghiệm, nhất định sẽ bị thiệt rất nhiều. Không cẩn thận thì sẽ mất mạng cũng không phải điều đáng ngạc nhiên cho nên hắn nhìn thấy mấy người này đang nói cười, trong mắt ngẫu nhiên lộ ra vẻ cổ quái. Dù sao tu sĩ có thể tu luyện đến chút cơ kỳ, có ai là không chịu trăm nghìn cay đắng mới có tu vi như ngày hôm nay. Nhưng sau trận chiến tối nay, những người này rất có thể bị vùi thây nơi đây, nghĩ đến thật sự cực kỳ tiếc hận. Hàn sư đệ, có thể bồi ta một chút được không? Trần Sảo Thiến đang cười nói với Trung Vệ Nương, lúc nhìn qua gương mặt Hàn Lập thì không biết sao lại mở miệng ra mời. Một câu này, không chỉ làm Hàn Lập ngạc nhiên, mà ngay cả mấy tên đồng môn của Trần Sảo Thiến cũng cứng lưỡi, há hốc mồm. Bọn họ đều dùng ánh mắt không thể nào tin nổi nhìn Hàn Lập và vị tiểu sư muội luôn lạnh lùng với nam tu sĩ này. Nhìn thấy bộ dáng hắn dường như có chút ngơ ngẩn, ánh mắt trung vệ nương chuyển chuyển không biết đang nghĩ gì. Nàng đột nhiên kề tai vào tai Trần Sảo Thiến, nhỏ giọng nói vài câu. Nhất thời vị Trần sư muội đỏ mặt, hung hăng chừng mắt nhìn nàng, rồi mới bước ra khỏi đại sảnh, ra vẻ đợi Hàn Lập cùng đi. Tiểu sư đệ, còn thất thần làm gì? có giai nhân như Trần Sư muội đợi bên ngoài, người còn do dự cái gì chứ? Lưu Tĩnh cười cười đi đến, vỗ nhẹ lên vai Hàn Lập, đùa giỡn nói. Hàn Lập dùng sức nhéo nhéo mũi, nghĩ muốn cười khổ một tiếng, nhưng không biết vì sao lại không cười được. Đành phải miễn cưỡng cười vài tiếng rồi đi ra ngoài trong ánh mắt hâm mộ của đám nam tu sĩ. Nếu mà còn trần chờ, không phải tiết lộ hắn đang lo lắng sao? Hắn không cho rằng có gì phải sợ đối phương cả. Đi ra ngoài phòng khách, Trần Sảo Thiến đang có chút suốt thần nhìn về phía hoa viên, sau khi nghe được tiếng bước chân của Hàn Lập đang đi đến, không khỏi quay đầu lại lạnh lùng nói. Cùng ta đi vào trong hoa viên đi, ta có vài việc muốn thỉnh giáo Hàn Sư Đệ. Nói xong lời này, Trần Sảo Thiến không đợi Hàn Lập trả lời, liền tự nhiên đi về trước, dường như khẳng định Hàn Lập nhất định sẽ đáp ứng. Hàn Lập nhìn bóng dáng động lòng người đó, bất chi bất giác nhíu mày, ngẫm nghĩ một tí rồi lặng thinh mỉm cười đi qua tản bộ với một mỹ nữ động lòng người đúng là một chuyện rất thú vị. Hàn lập cách Trần Sảo Thiến vài bước, ngắm nhìn thân hình uyển chuyển của đối phương, nghĩ rằng cứ đi thế này thật tuyệt. Huống hồ hắn còn nghĩ đến cảnh diễm ngộ giữa mình và vị đại mỹ nữ này, càng cảm thấy trong lòng có một cảm giác khó nói thành lời. Không ngờ rằng, năm đó ta và đại ca đều đã nhìn lầm, vẫn luôn cho rằng các hạ chỉ là may mắn mới có thể thành công trong huyết sắc thí luyện đi ra mà thôi. Không ngờ rằng hàn sư đệ năm đó lại là giả chưa ăn hổ, chẳng những đã lừa được hai huynh muội chúng ta, mà bao nhiêu cao nhân ở đó lúc ấy chỉ sợ cũng đã bị lừa gạt. Hàn Lập đang suy nghĩ miên man thì Trần Sảo Thiến lạnh nhạt nói với hắn. Lời này Hàn Lập đã sớm đoán trước vài phần, không thể hiện ra vẻ ngạc nhiên, mà chỉ gãi gãi sau gáy, khẽ cười nói. Trần Sư Tỷ cứ nói đùa, cái gì giả chưa ăn thịt hổ, tiểu đệ lúc đó đúng là gặp vận may, nên mới có thể may mắn quá quan. Hàn Lập nói thì nói thế, nhưng trên mặt không có chút thay đổi gì, như là thật sự là như vậy. Hàn sư đệ đến bây giờ còn muốn lừa ta sao? Trần xảo thiến như bị lời nói của Hàn lập mà tức giận, giọng nói trở nên lạnh lùng, người bỗng nhiên xoay lại, nhìn hắn với đôi mắt sáng lạnh như băng. Gặp phải tình cảnh này, Hàn lập ra vẻ ngạc nhiên, bộ dáng như không biết làm sao đối phương tức giận. Vị trần sư muội năm đó thấy vẻ mặt của Hàn lập như vậy càng thêm tức giận. Được. Ta không hỏi ngươi chuyện huyết sắc thí luyện nữa. Nhưng có một việc, ngươi phải thành thành thật thật trả lời ta. Giọng nói của nàng càng thêm băng lãnh, trên mặt mang theo vẻ khác thường. "Chuyện gì, Trần sư tỷ cứ hỏi là được, tại hạ nhất định sẽ trả lời đầy đủ." Hàn Lập mơ hồ hiểu được cái gì, trong lòng càng thêm bất an, nhưng ngoài mặt vẫn thể hiện rất thành khẩn. Khi Trần Sảo Thiến hỏi những lời đó, mặt đỏ lên, cả người có vẻ xấu hổ. Sau đó chờ đợi câu trả lời của Hàn Lập với sự khẩn trương. 7, 8 năm trước, Hàn Lập cúi đầu trầm tư, như là đang nghĩ đến cái gì đó. Trên thực thế trong lòng Hàn Lập lại như đánh trống. Sao nhiều năm đã qua đi như vậy, người này vẫn còn có ý tìm kiếm mình, hơn nữa nhìn vẻ mặt ngượng ngùng kia, chẳng lẽ lại động lòng với người cứu mình sao? Hàn Lập cảm thấy khó hiểu thầm nghĩ. Điều này không phải là Hàn Lập không động lòng, mà là cho đến bây giờ hắn chưa bao giờ có ý niệm cùng nữ nhân này kết thành bạn nữ song tu cả. Không biết vì sao, Hàn Lập mặc dù có chút suy nghĩ nam nữ với Trần Sảo Thiến, nhưng một khi đề cập đến vấn đề tình cảm thì Hàn Lập liền tự động bài trừ ra bên ngoài, có lẽ cảnh thân thiết năm đó của đối phương với vị lục sư huynh khiến hắn đến bây giờ không thể tiếp nhận nữ nhân này được. Chương 316, Thất Tung. Không có, 7, 8 năm trước tại Hạ đang giúp Mã sư huynh chăm sóc dược viên, huyết sắc thí luyện không phải là lúc đó sao? Trần sư tỷ vì sao lại hỏi như vậy chứ? Hàn Lập ngẩng đầu lên, trả lời thản nhiên, thậm chí trên mặt còn ra vẻ tốt hơn. Trần Sảo Thiến xoát một tiếng, vẻ mặt trở nên tái nhợt, cắn đôi môi đỏ mọng, gượng gạo nói: "Không có." nhưng ta nhớ là năm đó Hàn Sư Đệ đã ra ngoài một lần, thời gian dường như rất trùng hợp. Ô, đó là lúc ta đang chuẩn bị cho huyết sắc thí luyện, cho nên ra ngoài thu mua một ít pháp khí, phù lục. Nhưng không xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì cả. Hàn Lập bình tĩnh phủ nhận nói. Nghe thấy Hàn Lập nói thế, Trần Sảo Thiến không biết nói gì hơn. Chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chòng chọc Hàn Lập, làm cho hắn thấy nao nao trong lòng. Một khi đã như vậy, thì ta không còn gì có thể nói. Sư đệ người có thể đi rồi, Ta muốn một mình ở đây một lát." Trên mặt Trần Sảo Thiến hiện ra vẻ thất vọng khó có thể phát hiện, nhẹ nhàng quay mặt sang một bên, trong thanh âm tràn ngập vẻ mệt mỏi. Hàn Lập thấy thế, hít một hơi, biết bất kể là đối phương có tin lời này hay không thì vị Trần sư tỷ này sẽ không tiếp tục quấy rầy mình nữa. Bởi vì ý tứ kính nhi viễn chi của hắn, vị sư tỷ này nên nghe ra mới đúng. Mà với tính cách kiêu ngạo của đối phương, tự nhiên sẽ không tiếp tục chủ động tìm hắn nữa. "Sư tỷ, đã vậy ta xin cáo từ." Hàn Lập khoanh tay lại, không hề dừng lại xoay người rời khỏi hoa viên. Đợi cho thân ảnh hắn hoàn toàn biến mất, Trần Sảo Thiến mới xoay người lại dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía cửa, nhỏ giọng nói. Không phải ngươi thì còn có thể là ai chứ? Năm đó người trong cốc có thực lực này mà lại vừa vặn ra ngoài, cũng chỉ có ngươi thôi Hàn Sư Đệ. Nói xong lời đó, nàng duyên dáng đi đến trước một đóa hoa mẫu đơn đang nở rộ, dùng ngón tay ngọc ngà nhẹ nhàng ngắt đóa hoa xinh đẹp ướt át xuống, để dưới mũi khẽ ngửi. Theo mùi hương thơm ngát, cả người trần xảo thiến chìm vào trầm tư hàn lập ra khỏi hoa viên thở một hơi dài lắc lắc đầu liền bước nhanh về phòng khách những người khác thấy hàn lập nhanh như vậy đã trở về đều cảm thấy giật mình tuy nhiên ai cũng biết ý không chủ động đi ra hỏi thăm việc này cho dù có người cười nói vài câu về hàn lập và trần xảo thiến nhưng hắn cũng không thèm để ý cười cười sắc mặt không đổi khác chỉ một lát sau trần xảo thiến cũng trở lại vẻ mặt như thường ngồi xuống bên cạnh trung vệ nương tiếp tục nhỏ giọng nói chuyện với Trung Vệ Nương. Những người khác thấy vậy, tự nhiên cũng không tiện nói đùa về chuyện của hai người nữa. liền lập tức chuyển đề tài đến trận chiến với hắc sát giáo. Thời gian trôi rất nhanh, ngày đã qua đi, đám tu sĩ Hoàng Phong Cốc sớm đã về phòng của mình, đang chuẩn bị cho trận đại chiến sắp tới. Mặc dù mỗi người đều nghĩ rằng bên mình chiếm ưu thế về số tu sĩ trúc cơ kỳ, giành thắng lợi chắc không có vấn đề gì. Nhưng vẫn rất là cẩn thận, dù sao ai cũng không muốn mất mạng vì sự khinh địch. Tuy nhiên, nghĩ đến sau khi tiêu diệt được hàng ổ hắc sát giáo, có thể đạt được rất nhiều chỗ tốt, những người này khó có thể nhìn được kích động trong lòng. Dù sao bọn họ bình thường nào có cơ hội quang minh chính đại diệt trừ tu sĩ trúc cơ kỳ, đương nhiên ngoại trừ việc chém giết với tu sĩ ma đạo, loại chuyện đó như đem đầu treo ở biên giới sinh tử vậy. Lần này tu sĩ trúc cơ kỳ của hắc sát giáo cũng không phải có một hai người, nói vậy thì tài liệu, pháp khí tinh phẩm trên người đều có không ít đây cũng là hơn phân nửa nguyên nhân tại sao đám tu sĩ này lại tiến đến đây, đặc biệt là đồng môn vị trần sư tỷ đến hỗ trợ. Nếu không chỉ bằng một lời tiêu diệt tà ác thì ai lại vô duyên vô cớ liều mạng chứ? Hàn Lập cũng ở trong phòng chờ đợi, lặng lặng kiểm tra mấy con khôi lỗi thú trên tay, mà mông sơn tứ hữu thì đang cung kính đứng trước mặt hắn, bộ dáng vì Hàn Lập mà ra sức. Sau khi mấy vị đồng môn của Hàn Lập đến đây, lão giả mặt đen cũng muốn tiến đến làm quen với bọn họ, xem có thể đạt được chút chỗ tốt nào không nhưng bất luận là bọn người Tống Mông hay là đám tu sĩ Trần sư muội sau này, ai lại để tên tán tu luyện khí kỳ như lão giả mặt đen vào mắt. Sau khi nói vài câu không khách khí xong liền đuổi mấy người này ra ngoài. Làm cho mấy người này hiểu được trong Thất Đại phái thực ra không phải tu sĩ trúc cơ kỳ nào cũng muốn quan hệ với bọn họ, vì vậy càng thêm kính sợ đối với Hàn Lập. Trận chiến lần này với Hắc sát giáo, bất kể thắng hay thua các ngươi cũng không nên đi. Tốt nhất là ngay đêm nay ra khỏi kinh thành tạm lánh. Khôi lỗi thú trên tay hàn lập lóe lên, bị thu vào trong chữ vật, rồi lạnh nhạt nói. Nhưng thưa tiền bối, chúng tôi sao có thể lâm trận lùi bước chứ? Lão giả mặt đen vội vàng đại diễn cho những người còn lại mở miệng nói. Đây không phải là chuyện lùi hay không lùi, mà các ngươi căn bản không thể xen vào, tự tiện gia nhập chỉ mất mạng vô ích mà thôi. Trong này có vài món thượng giai pháp khí, mỗi người các ngươi lấy một món rồi đi đi. Cũng coi như quà từ biệt mà tiền bối ta tặng cho. Hàn Lập lắc lắc đầu, mỉm cười nói. Nói xong, Hàn Lập phất tay áo một cái, trên bàn liền có thêm vài kiện pháp khí tinh xảo lấp lánh hào quang. Trên người Hàn Lập không phải chỉ thừa một kiện pháp khí đỉnh dai mà thôi, hơn nữa số lượng còn không ít. Dù sao hắn giết chết nhiều tu sĩ trúc cơ kỳ như vậy, thu được tất nhiên là rất kinh người. Chẳng qua Hàn Lập không có ý lấy ra tặng cho mấy người này. Vài món thượng giai pháp khí đối với mấy tán tu luyện khí kỳ mà nói đã là lễ vật không tệ rồi nếu lấy ra đỉnh giai pháp khí chỉ sợ làm mấy người này nảy lòng tham, càng bất lợi cho việc hắn thu phục mấy người này về sau. Quả nhiên, mấy người mông sơn tứ hữu nhìn thấy đám pháp khí này, trên mặt mừng rỡ, liên tục nói cảm tạ. Hứa là về sau nếu Hàn Lập có chuyện gì cần bọn họ làm thì cứ đến mông sơn tìm bọn họ là được, bốn người bọn họ rất vui mừng nguyện vì hắn mà ra sức. Một khi đã nghe được lời hứa phát ra từ tận đáy lòng này, Hàn Lập sẽ cấp cho bọn họ mặt mũi, tự mình đưa mấy người ra khỏi Việt Kinh, khiến mông sơn tứ hữu càng thêm cảm kích. Nhưng lúc gần đi, lão giả mặt đen đột nhiên đi đến bên cạnh Hàn Lập, cẩn thận nói. Tiền bối, ngũ Ngụy có phải là sẽ không xuất hiện ở hắc sát giáo? Tiền bối không cần nói gì, các huynh đệ ta thực ra trong lòng đều biết rõ, chỉ sợ tứ đệ cũng đoán được vài phần. Tuy nhiên trong đoàn người không ai muốn phá tấm cửa sổ bằng lụa mỏng mà thôi. Dù sao ngũ Ngụy lún quá sâu, không xuất hiện trước mặt huynh đệ chúng ta cũng tốt lão già nói xong những lời này dường như đã bỏ xuống được gánh nặng trên lưng, khôi phục vẻ kính cẩn cáo từ hắn rồi rời đi. Hàn lập đứng tại chỗ, nhìn thân ảnh Mông Sơn tứ hữu dần dần mờ nhạt, trong lòng còn đang cân nhắc dụng ý trong câu nói cuối cùng của lão già mặt đen. Một lúc sau, Hàn lập bỗng cười cười, sau đó phiêu nhiên trở về thành. Sau khi trở lại tần phủ, sắc trời đã tối đen. Tất cả mọi người của Hoàng Phong Cốc đã ăn mặc chỉnh tề ở trong đại sảnh chờ phân phó, nhưng bọn họ lại kinh ngạc phát hiện. Vị Tam sư huynh lại không có ở đó. Hàn Lập không khỏi ngạc nhiên hỏi Tống Mông đang lau lau thanh pháp khí trường kiếm màu lam hỏi: "Tứ sư huynh, Tam sư huynh đâu? Lưu sư huynh muốn đi khuyên Lục sư đệ một chút nữa. Nếu là Vũ sư đệ đáp ứng thì trận chiến hôm nay càng nắm chắc hơn. Tuy nhiên theo ta thấy, Lưu sư huynh chỉ phí thời gian mà thôi. Vũ Huyễn tiểu tử nếu mà hỗ trợ thì lúc trước đã không bỏ đi." Tống Mông không ngẩng đầu lên nói: "Đi tìm Lục sư huynh." Hàn Lập nhíu nhíu mày, vừa định hỏi thêm một chút thì lưu tĩnh đã một mình trở về với vẻ mặt kỳ quái lưu sư đệ tên vũ sư đệ của các ngươi thực sự không muốn đến sao nếu là như vậy thì thôi đi thêm hắn hay thiếu hắn cũng không sao cả chín người chúng ta cũng đủ để đối phó đám người hắc sát giáo rồi một tên nam đệ tử nhìn qua thì thấy nhiều tuổi nhất trong đồng môn của trần sư muội không thèm để ý nói nếu là như vậy đã tốt mấu chốt là lần này đến đó ta căn bản không gặp được vũ sư đệ lưu tĩnh cười khổ một tiếng từ từ nói. Điều này, làm cho mọi người ở trong phòng đều dùng mình. Sao lại thế, Lưu Sư Huynh, tên tiểu quỷ nhát gan đó không phải ở trong khách điếm gần đây sao? Chẳng lẽ đã trả phòng về sư môn trước sao? Trung vệ nương chớp chớp mắt, phán đoán hỏi. Không phải, ta đã nghe chủ khách điếm nói một chút. Sáng sớm hôm qua vũ sư đệ sau khi rời khỏi đó vẫn chưa trở về, mà quần áo thay ra ở trong khách điếm vẫn còn để đó, không thu thập lại, không giống như là hồi cốc cả. Lưu Kính lắc lắc đầu, trong lời nói đầy vẻ lo lắng. Nghe hắn nói thế, mọi người cũng đều nghị luận, nhưng không ai nói được chính xác là tại sao như vậy. Tuy nhiên Hàn Lập ở một bên lại âm thầm nghĩ, chẳng lẽ tên vũ huyến này lại xui xẻo đến vậy, bị hắc sát giáo bắt đi. Có lẽ lưu kính cũng có suy nghĩ như Hàn Lập, cho nên hắn sắc trời bên ngoài rồi quyết đoán nói. Chuyện của vũ sư đệ trở về sẽ nói sau. Bây giờ chúng ta xuất phát thôi, trận chiến này nhất định phải thành công, tiêu diệt hoàn toàn hắc sát giáo chương 317, Tứ Tượng Trận, màn đêm vừa buông xuống, trên bầu trời tối đen của Hoàng Thành liền xuất hiện một đám người Hoàng Phong Cốc không mời mà đến. Ngự khi đến trên tường thành tối mịt, Lưu Tĩnh cầm đầu liền liệt nhìn cái được gọi là cấm địa, trong lòng thoáng trần chờ một lát, nhưng vẫn hào khí vạn phần vung tay lên. Đi, thanh âm của hắn rất quả quyết, không hề có nửa phần do dự. Sau đó liền xông tới trước tiên, những người khác thấy vậy liền hưởng ứng bám theo. Sự kiêng kỵ cấm lệnh của Thất Đại Phái đã sớm bị bọn họ vứt ra khỏi đầu. Hàn Lập không xông lên phía trước, mà cố ý chậm lại một chút, bay ở đuôi đám người. Điều này không phải là Hàn Lập có ý gì khác, mà là hắn đang yên lặng cảm ứng điên đảo ngũ hành trận đã bố trí đêm qua. Khi bay đến cách hoàng cung vài dặm, khóe miệng Hàn Lập hơi lộ ra một nụ cười thần bí. Quá tốt, đại trận vẫn còn tồn tại hoàn hảo, dấu hiệu linh khí mà hắn âm thầm bố trí không bị ai làm hư tổn chút nào, điều này khiến cho Hàn Lập rất vui mừng. Một lát sau, chín người bọn họ đã phiêu phù trên bầu trời của Hoàng Cung, từ trên nhìn thấy hết thảy Hoàng Cung đại nội. Mọi người đã kỹ đây, hành động lần này của chúng ta liền theo thực hiện kế hoạch đã định, chia binh làm hai đường. Một đường sông thẳng đến tầm cung của Hoàng đế Việt Quốc, giải cứu khỏi tay hát sát giáo, chỉ có như vậy mới có thể đề phòng đối phương chó cùng rứt dậu, dùng Hoàng đế Việt Quốc uy hiếp chúng ta. Mà những người còn lại sẽ trực tiếp xông đến lãnh cung nơi ở của giáo chủ hắc sát giáo, tập trung tiêu diệt đám tứ đại huyết thị kia trước rồi nói tiếp, sau đó hai bên tập trung lại một chỗ, đối phó tên giáo chủ đang bế quan kia. Lưu Tĩnh trịnh trọng nói lại kế hoạch đêm nay một lần nữa, khiến những người khác nghe xong liên tục gật gật đầu. Người đã sớm phân phối ổn thỏa, Trung Vệ Nương và Trần Sảo Thiến đi giải cứu Hoàng đế Việt Quốc. Lưu Tĩnh và những người còn lại thì trực tiếp đánh về lãnh cung được tứ đại huyết thị bảo vệ, Hàn Lập cũng ở trong số đó. Thất sư muội, Trần sư muội, hai người các muội phải cẩn thận đó trước khi chia tay lưu tĩnh đặc biệt dặn dò một câu hai nàng tự nhiên vâng dạ một tiếng rồi bay đi không lâu sau đã không một tiếng động biến mất trong đêm tối khi mọi người gặp những tên tu sĩ khác không cần nương tay một khi những tên này có thể tự do đi lại trong hoàng cung thì khẳng định là người của hắc sát giáo chúng ta cũng nên ra tay để tạo chút cơ hội cho hai vị sư muội lưu tĩnh quay đầu lại nói với mọi người một câu rồi trực tiếp ngự khí bay về phía lãnh cung mà hàn lập nói Hàn Lập và những người khác cũng cùng bay tới. Một lát sau, bảy người bọn họ từ trên trời giáng xuống, lập tức bị đám đệ tử hắc sát giáo bảo vệ bên ngoài lãnh cung phát hiện. Lập tức mấy tiếng rít vang lên, các loại pháp thuật, pháp khí từ những nơi bí mật gần lãnh cung đầy trời phát ra, nghênh đón mấy người. Ánh sáng đom đóm mà cũng đòi tranh với ánh trăng, Lưu Tĩnh vung tay lên, một chiếc khăn tay bằng tơ tằm lóe sáng bay ra, trong nháy mắt biến thành một tấm lá chắn khổng lồ trước mặt mọi người, bảo vệ cả đám người Hàn Lập ở phía sau. Nhìn uy lực pháp khí này của hắn, thật đúng là tin tưởng không nhỏ. Quả nhiên vừa thi triển ra, pháp thuật và pháp khí đồng thời công kích lên nó, nhưng sau khi màn hào quang trói mắt phát ra, nó chẳng tổn hại một chút nào, ngược lại còn trực tiếp bắn ngược một ít pháp thuật trở về, đánh cho một ít giáo đồ hắc sát giáo bên dưới gà bay chó chạy, chật vật không chịu nổi. Lưu Sư Huynh, hảo thủ đoạn, Tống Mông đang sóng vai lao xuống với Lưu Tĩnh thấy thế liền lớn tiếng khen. Sau đó, không hề khách khí ném vật trong tay ra ngoài một thanh cử kiếm màu lam rất lớn xuất hiện trong đêm tối, chính là đỉnh giai pháp khí lam ti kiếm mà hắn thích dùng nhất. Đi, hai tay tống mông bắt pháp quyết, thanh cử kiếm phát ra một tiếng ngâm dài, tự động luân chuyển như bánh xe, điều này khiến cho đám đệ tử hắc sát giáo đang lo lắng vì thanh kiếm khổng lồ này ngẩn người ra. Tống mông nhìn thấy điều này, trên mặt xuất hiện nụ cười ác độc. Đưa hai ngón tay khẽ điểm về phía lam ti kiếm đã biến thành bánh xe ánh sáng rất lớn kia. Lập tức ánh sáng màu lam chợt co chợt mở, Đột nhiên bắn mạnh ra vô số tia sáng bén nhọn, lập tức đem mọi thứ trong phạm vi hơn 10 trượng bao phủ cả bên trong. Nhìn thấy cảnh này, đám đệ tử hắc sát giáo bên dưới đều kinh hồn lạc phách, các loại pháp thuật và pháp khí bảo vệ đều được thi triển, muốn ngăn cản công kích kinh khủng này. Liên tiếp mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên, bị vô số tia sáng màu lam xuyên qua, hầu hết đệ tử hắc sát giáo bị xuyên thủng như tổ ong, chết ngay tại trận, hoặc bảo vệ được vị trí yếu hại, nhưng chỗ khác cũng bị xuyên thủng nên đã không còn sức chiến đấu hay cho chiêu vạn ti thiên hạ, đã nghe đại danh chiêu này của tống sư đệ, quả nhiên danh bất hư truyền. Một vị sư huynh của Trần Sảo Thiến thấy uy lực của chiêu này, không khỏi thực lòng khen ngợi một câu, làm cho tống mông hơi tự đắc. Lúc này, mấy người bọn họ nhẹ nhàng hạ xuống trước cửa lãnh cung. Đám đệ tử hắc sát giáo may mắn sống sót sao còn dám tùy ý ra tay nữa chứ, sớm đã thất hồn lạc phách rồi. Khởi động tứ tượng trận, vây bọn họ vào bên trong, đang lúc đám đệ tử hắc sát giáo còn sót lại sợ hãi thì một giọng nói vô cùng lạnh lùng từ trong lãnh cung truyền ra. Tiếp theo, một bóng người màu trắng tản mát ra hàn khí, trong nháy mắt xuất hiện trước cửa, chính là băng yêu vừa lúc đến phiên canh gác. Vừa rồi chính là hắn cắn răng ra lệnh, lúc này hắn vừa sợ hãi vừa phẫn nộ nhìn đám tu sĩ của Hoàng Phong Cốc. Hừ, yêu tàn nạp mạng đi, lưu Tĩnh vừa nghe thấy những lời này, lại thấy tu vi của hắn, lập tức biết đây là một trong tứ đại huyết thị. Hắn hừ lạnh một tiếng, hai đạo ngân quang từ trên người bắn ra, chém thẳng vào đầu đối phương. Những người khác thấy thế, cũng lấy ra các loại pháp khí sáng ngời, muốn lập tức hợp sức chém chết tên cao thủ hắc sát giáo vừa lộ mặt. Bọn họ không phải đang đấu võ với đồng môn nên tự nhiên sẽ không đơn đả độc đấu. Hàn lập cũng có sáu đạo kim quang từ túi chữ vật bay vụt ra. Có thể chém chết tên huyết thị này, Hàn lập đương nhiên cực kỳ vui sướng. Nhưng đúng lúc đó cảnh vật trước mặt đám người Hàn lập bỗng nhiên trở nên mơ hồ một chút, tiếp theo trời đất quay cuồng mấy người chấn động, trong nháy mắt đã xuất hiện trong vùng tràn ngập băng tuyết. Bốn phía xung quanh trắng xóa, gió lạnh vi vu, bông tuyết bay múa đầy trời, đối diện đâu còn bóng dáng của bạch y nhân. Đám người lưu tính mặc dù giật mình trong lòng, nhưng biết mình rơi vào bên trong tứ tượng trận, chỉ kinh hoàng một chút đã bình tĩnh trở lại. Dù sao trong này có nhiều đồng môn trúc cơ kỳ như vậy, một cái tiểu trận có gì đáng sợ chứ? Hắc hắc, lá gan của ngươi không nhỏ đó, dám làm đệ tử bổn giáo bị thương các ngươi ở lại trong hộ pháp đại trận của bổn giáo nghỉ ngơi một lát cho khỏe đi giọng nói lạnh lùng đó phiêu hốt không chừng như từ bốn phương tám hướng truyền lại vậy thanh thế rất kinh người tứ tượng trận chư vị có biết về trận pháp này không chúng ta tốt nhất cần phải phá trận ra ngoài thật nhanh nếu làm cho tứ đại huyết thị bọn họ tập trung lại một chỗ thì sẽ rất khó khăn lưu tính không để ý đến lời chọc giận của băng yêu vẻ mặt như thường hỏi những người khác những lời này vừa nói ra mọi người liền mắt nhìn nahu rồi không một ai mở miệng nói chuyện. Ta cũng hiểu một chút về trận pháp, cũng từng nghe nói qua về tứ tượng trận này. Nhưng phương pháp phá trận thì ta không có nghiên cứu qua. Trận này ở trong trận pháp xem như là một loại hiếm có nên người bình thường sẽ không nghiên cứu. Vị sư tỷ của Trần Sảo Thiến nhìn thấy khuôn mặt của mọi người liền trần chờ nói. Điều này có chút phiền phức, chẳng lẽ thực sự phải cậy mạnh phá trận sao? Lưu Tĩnh nhíu nhíu mày, có chút không tình nguyện lẩm bẩm nói phải biết rằng cậy mạnh phá trận đúng là phương pháp trực tiếp đơn giản nhất nhưng chẳng những tốn thời gian quá lâu còn có thể tiêu hao rất nhiều pháp lực của mọi người điều này làm cho trận đại chiến sau khi phá trận sẽ rất bất lợi chỉ sợ đây cũng là một trong những ý đồ mà kẻ địch sử dụng trận pháp này những người khác nghe thấy vậy đồng dạng nhìn nhau có chút lo lắng vào lúc này truyền đến một giọng nói tò mò ồ hàn sư đệ người đang làm gì vậy tống mông không hiểu chút gì về trận pháp nên chẳng cần phí tâm tư phá trận mà nhìn ngó xung quanh nên thấy hành động của Hàn Lập. Hàn Lập đang xuất ra pháp khí thủy tinh cầu đặt trước hai mắt nhìn qua nó chăm chú nhìn về phía nào đó. cử chỉ kỳ lạ này khiến cho Tống Mông rất tò mò không nhịn được mở miệng hỏi. một câu này khiến đám người Lưu Tính cũng chú ý đến Hàn Lập đều nghi hoặc hắn. Hàn Lập bình tĩnh bỏ thủy tinh cầu xuống rồi mới quay đầu lại nói với Lưu Tính. Ta có thể tìm được sơ hở của trận pháp. cái gì tìm được sơ hở? Những lời này của Hàn Lập khiến cho mọi người đang chăm chú nhìn hắn rất là vui mừng, Lưu Tĩnh lại càng vui mừng ra mặt. Chương 318, Thanh Văn Trọng huyện, Hàn sư đệ quả nhiên khác thường, nhanh như vậy đã tìm ra sơ hở. Lưu Tĩnh khen ngợi một câu rồi mừng rỡ hỏi, Hàn Lập mỉm cười, bỗng nhiên đưa thủy tinh cầu trên tay tới. Sư huynh dùng Tử Quang cầu này, nhìn về phía đó một chút là biết. Hàn Lập dùng ngón tay chỉ về phía mình vừa nhìn lúc nãy nói. Lưu Tĩnh nghe thấy thế liền tò mò cầm lấy pháp khí này, cẩn thận nhìn vào thủy tinh cầu. Vừa nhìn vào hắn đã lộ ra vẻ ngạc nhiên, một lát sau đem thủy tinh cầu trả lại cho Hàn Lập, cúi đầu trầm tư. Sau đó ngẩng đầu lên nói với những người khác đang lo lắng chờ đợi. Hàn sư đệ nói không sai, linh khí ba động ở phía đó khác với các nơi khác, có vẻ như yếu hơn rất nhiều. Xem ra có lẽ là do đối phương vội vàng bày trận, nên lộ ra một tia sơ hở không nên có này. Lưu Tĩnh nói những lời này với vẻ đầy tự tin ý của Lưu Sư Huynh là, một vị sư tỷ của Trần Sảo Thiến nhịn không được hỏi. Tập trung tất cả pháp khí, đồng loạt công kích điểm yếu này. Tin rằng không mất nhiều pháp lực lắm là có thể phá trận. Lưu Tĩnh khẳng định, một khi đã như vậy, chúng ta mau ra tay thôi. Tống mông nghe thấy thế, lúc này không kiên nhẫn được nữa vung tay phóng lam ti kiếm ra, xoay vòng quanh đỉnh đầu. Những người khác nghe Lưu Tĩnh nói vậy, trên mặt đều xuất hiện vẻ chờ mong muốn thử. Lưu Tĩnh cũng không hề trần chờ nói tiếp được, ra tay đi, nhất định phải phá vỡ trận pháp cho đối phương biết tay. Theo câu nói này, hơn 10 kiện pháp khí cùng phát ra hào quang chói mắt, từ trên người bọn họ bay ra, trực tiếp bắn nhanh đến chỗ sơ hở. Băng yêu đang ở bên ngoài chỉ huy đám giáo đổ lập thành trận thế vây quanh, trong lòng cũng vô cùng lo lắng. Từ lúc giáo chủ hắc sát giáo yêu cầu tứ đại huyết thị thời gian này phải ở trong cung canh phòng nghiêm mật, thì mỗi lần thay nhau tuần tra đều phải có hai huyết thị mới đúng nhưng diệp xà vốn nên cùng canh cửa với hắn thì lại cho rằng mình mới lập công lớn lấy cơ muốn tu luyện đến trúc cơ trung kỳ cho nên lẻn chạy vào huyết lao luyện công mà hắn lại không muốn vì vậy mà đắc tội với người ưu tú nhất trong tứ đại huyết thị nên đành mắt nhắm mắt mở cho qua nhưng chỉ vì sơ sẩy nhất thời này mà bây giờ lại có cường định xâm nhập như vậy nên ở cửa chỉ có một mình hắn đối phó tuy nhiên cũng may là hắn thông minh trước tiên dùng tứ tượng trận vây khốn kẻ địch sau đó phái người chạy ngay đến huyết lao và hậu điện gọi ba người khác mau đến đây. Hắn rất rõ ràng, dựa vào mấy tên giáo đồ luyện khí kỳ trước mặt, không thể nào là đối thủ của kẻ địch cường đại như vậy. Nhưng cũng may tứ tượng trận có thể vây khốn đối phương một chút, dù thế nào thì cũng có thêm thời gian. Chỉ cần trì hoãn trong chốc lát thì ba tên kia mới kịp thời chạy đến. Đến lúc đó tứ đại huyết thị liên thủ, băng yêu hắn sẽ không e ngại bất cứ kẻ nào. Hắn đang nghĩ đến đây thì từ trong tứ tượng trận truyền đến một tiếng nổ rung trời. Theo tiếng nổ này, từ trong trận cuồn cuộn cuốn ra xương trắng, bộ dáng như người trong trận sẽ lập tức thoát ra. Tại sao lại thế này? Tứ tượng trận không thể nào nhanh như vậy đã duy trì không được, khẳng định đã có vấn đề. Băng yêu thấy cảnh này, gương mặt giấu trong hàn khí có chút xám xanh. Băng đại nhân, vừa rồi địch nhân tập kích quá nhanh nên có vài tên đệ tử phụ trách chủ trì trận pháp đã bị bỏ mình, cho nên người duy trì tứ tượng trận không đủ, có thể đã bị đối phương phát hiện sơ hở. Một tên đệ tử hắc sát giáo ở gần đó nhìn thấy cảnh này, cẩn thận giải thích một câu. Băng yêu nghe thấy trong lòng rất kinh sợ, vừa định lớn tiếng mắng một câu, thì phía sau đã chuyển đến một giọng nói ôn hòa. Băng yêu, đã xảy ra chuyện gì, mà ngay cả tứ tượng trận cũng đã phát động, xem hình dạng thì còn không vây khốn được đối phương nữa. Nghe thấy âm thanh này băng yêu mới nhẹ nhõm đôi chút. Thanh văn, người rốt cuộc cũng đã đến, thật tốt quá. Trong giọng nói của băng yêu tràn ngập vẻ vui mừng không thể che giấu, tiếp theo hắn quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy cách đó năm sáu trượng, không biết từ khi nào đã xuất hiện hai người. Một người hơn 30 tuổi, ngũ quan đoan chính, mặt trắng không dâu, người mặc một bộ đạo bào màu xanh, vẻ mặt trịnh trọng nhìn biến động của tứ tượng trận. Người còn lại là một tên thân hình cao lớn có cái đầu bóng lưỡng chính là Thiết La đã giao thủ với Hàn Lập. Kẻ xông đến là ai, tiểu tử Diệp xà đâu, Thiết La sờ sờ cái đầu bóng lưỡng của mình, trên mặt lộ ra vẻ cuồng bạo khát máu. Diệp xà đang ở, Băng yêu vừa chưa nói hết lời thì một tiếng nổ mạnh vang lên, sương mù trong tứ tượng trận bị nổ tung, biến mất không còn. Trước cửa điện vốn tràn ngập sương trắng, giờ xuất hiện thân ảnh của mấy người hàn lập. Nhìn thấy rõ số lượng và tu vi của kẻ xâm phạm, vẻ mặt thanh văn hơi đổi, thiết la càng giật mình hơn. Ha ha, mấy tên tà tu các người nghĩ rằng có thể dựa vào trận này để vây khốn được người của Hoàng Phong Quốc chúng ta hay sao? Quả thực là nằm mơ giữa ban ngày, Tống Mông nhìn thấy mình đã xuất hiện trở lại trước lãnh cung, không khỏi hưng phấn giống lên vài câu hoàng phong cốc ba người thanh văn có đôi chút kinh ngạc nhưng nghĩ lại thì thấy cũng bình thường ngoại trừ thất đại phái thì ai có thể xuất động nhiều tu sĩ trúc cơ kỳ như vậy ở trong việt quốc này chứ mấy vị vì sao ban đêm xông vào hoàng cung chẳng lẽ không sợ xúc phạm cấm lệnh sao thanh văn không đợi cho đám người lưu tĩnh nói tiếp liền ra mặt chất vấn hắn muốn dựa vào cấm lệnh của thất đại phái để làm đám người lưu tĩnh kiêng kỵ lưu tĩnh ngử lạnh một tiếng mở miệng định nói thì một tiếng thét kinh hãi từ phía đối diện truyền đến là ngươi ngươi không phải người của thiên trúc giáo sao sao lại đi cùng giám tu sĩ hoàng phong cốc chứ đại hán đầu bóng lưỡng thiết la nhìn quanh liền phát hiện ra hàn lập đứng ở cuối cùng không khỏi ngạc nhiên lớn tiếng hỏi trong giọng tràn ngập vẻ nghi vấn những lời này làm cho người cả hai bên đều dùng mình ánh mắt đều tập trung lên người hàn lập lúc này thanh văn đạo sĩ mới nhìn rõ mặt hàn lập ra mặt không khỏi rung động một chút trong mắt lộ ra vẻ không thể nào tin nổi. Ta đã lúc nào nói mình là người của thiên trúc giáo. Hàn lập lạnh lùng liếc nhìn tên đại hán đầu bóng lưỡng, ánh mắt lập tức chuyển sang thanh văn đạo sĩ. Vị này chính là người ở Thái Nam hội năm đó một mực mời hắn cùng đi, bây giờ lại xuất hiện ở đây, điều này thật là nằm ngoài dự kiến của Hàn Lập. Tuy nhiên cũng vì như vậy mà nghi vấn về việc đối phương năm đó ra sức mời tu tiên giả cấp thấp đồng hành, rồi sau này mình không hiểu vì sao lại bị Hoàng Y Nhân tìm theo ám sát, đều đã được rõ ràng. Hàn Lập tìm ra được nguyên nhân, đương nhiên rất là phẫn nộ, muốn giết chết tên thanh văn đạo sĩ này. Nói bậy, không phải người thiên trúc giáo, sao người biết khôi lỗi thuật. Đại hán đầu bóng lưỡng không chịu bỏ qua truy vấn tiếp. Hàn sư đệ dùng công pháp gì, cần phải nói cho ngươi sao chứ? Mọi người ra tay đi, đám người này đang cố tính kéo dài thời gian, không thể để bọn họ tỏa nguyện được. Lưu tĩnh trầm mặt, quát lớn một tiếng, nói xong liền vung tay lên, một mảnh ngân quang đánh thẳng đến trước mặt băng yêu đứng ở phía trước. Người của Hoàng Phong Cốc lúc này mới giật mình hiểu ra, thầm mắng đối phương giảo hoạt, sau đó đồng dạng không hề khách khí phóng pháp khí ra, trận hỗn chiến lúc này mới bắt đầu. Hàn Lập đã sớm nhìn tròng chọc thanh văn đạo sĩ, vì vậy vừa ra tay, hắn liền cùng với một vị vương sư huynh của Trần Sảo Thiến tạo thành thế giáp công vây quanh thanh văn. Hàn Lập không nói một lời, vỗ vào túi chữ vật ở bên hông, lập tức hơn 10 đạo hào quang ba màu trói mắt là kim quang, ô quang, hồng quang bắn lên tận trời, sau khi xoay tròn trên đỉnh đầu hàn lập liền phát ra tiếng gầm rú lao thẳng về phía đối phương hàn lập không có ý tứ ôn lại chuyện cũ với đối phương thanh văn và tên vương sư huynh ở bên cạnh vừa thấy thanh thế rất lớn của hàn lập không hẹn mà cùng biến sắc vương sư huynh thì vui mừng trong lòng thầm than hàn lập quả nhiên danh bất hư truyền không hổ là cao thủ chém giết rất nhiều tu sĩ trúc cơ kỳ quả nhiên không hề tầm thường mà tên thanh văn đạo sĩ kia thì vẻ mặt rất thận trọng trên người lờ mờ xuất hiện một tầng thanh khí hộ thể Hắn vừa thấy Hàn Lập ra tay nặng nề liền biết là Hàn Lập muốn giết hắn, đương nhiên không bó tay chịu trói rồi. Vì thế hắn cũng chẳng nói gì vô ích, trước khi pháp khí đánh úp tới liền đột nhiên vung tay lên. Năm pháp khí màu xanh hình tròn từ trên tay hắn bay ra, trong nháy mắt phiêu phù xung quanh hắn xếp thành hình ngũ giác. Sau đó thanh quang lóe lên, một phiến xương mù minh mông màu xanh xung quanh hắn, một vòng bảo hộ hình lăng trụ ngũ giác tự nhiên xuất hiện, bảo vệ chắc chắn cho Thanh Văn đạo sĩ ở trong đó hào quang các màu phát ra bốn phía kim xoa và kim nhận của hàn lập đồng thời đánh vào lăng trụ màu xanh tuy phát ra ánh sáng chói mắt nhưng vòng bảo hộ kỳ lạ này lại không bị làm sao hàn lập thanh mộc chân cháo của ta ngoại trừ tu sĩ kết đan kỳ có thể phá ra thì tu sĩ trúc cơ kỳ không thể nào gây tổn thương được người quên đi ý niệm trong đầu đi thanh văn bỗng nhiên cười cười ra vẻ cực kỳ quen biết với hàn lập chương 319, trăm tứ đại huyết thị chưa chắc hàn lập cười lạnh một tiếng lạnh lùng nói tiếp theo liền thấy hai tay hàn lập bắt pháp quyết đột nhiên thu lại đám pháp khí đang vây quanh tấn công dữ dội màn hào quang màu xanh cùng bay lên trên bầu trời tụ tập lại giữa không trung cảnh này làm cho thanh văn ngẩn người không biết hàn lập làm vậy là có ý gì nhưng kẻ gian xảo như hắn làm sao để hàn lập có thời gian thi pháp chứ lập tức hai tay chói lòa xuất hiện thêm hai viên hoàn tản ra hàn khí vừa thấy đã không phải vật bình thường đi thanh văn nhỏ giọng nói không hề do dự đẩy viên hoàn ra ngoài hóa thành hai đạo kim quang đánh úp đến Hàn Lập. Mày Hàn Lập khẽ nhướng, mặt đầy sát khí một tay nhanh chóng lấy ra Bạch Lân Thuẫn. Nhưng mà chưa kịp ném ra thì ba đạo màu xanh dài khoảng một thước đột nhiên từ bên người bắn tới, ở nửa đường liền cắt ngang hai đạo kim quang, lập tức cuốn lấy nhau. Yêu đạo, người quên bổn đại ra sao? Tên vương sư huynh ở một bên chỉ huy lục mang, một bên cười thiện ý với Hàn Lập. Hàn Lập thấy thế, trong lòng nhẹ nhóm, cũng nở nụ cười nhưng mà thanh văn lại không dễ dàng như hai người bọn họ sắc mặt đầy vẻ lo lắng ánh mắt không ngừng lóe lên tuy nhiên trong thời gian ngắn hắn chẳng có biện pháp gì dù sao cùng lúc khống chế thanh mộc chân cháo và tỏa kim hoàn đã chiếm gần hết thần thức của hắn hắn chưa được học qua đại diễn quyết như hàn lập nên không thể nào đồng loạt khống chế tự nhiên nhiều pháp khí đến như vậy vì vậy trên người mặc dù còn có một ít pháp khí có tác dụng lớn nhưng cũng không dám dễ dàng vận dụng thần thức toàn bộ dùng để khống chế pháp khí đó chính là điều tối kỵ của tu tiên giả vì như vậy chủ nhân của pháp khí không thể nào chú ý đến nguy hiểm xung quanh